Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Cửa Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có lên thêm một số đồ nghề Nhật Bãi nữa các bác nhé. Hôm nay thì em có về được dây hơi của Hàn Quốc này các bác này. Đó, và súng xịt hơi rồi súng phun sơn các bác nhé. Và có thùng đồ nghề loại lớn này các bác. Và rất là nhiều các loại cuốc chim này, xẻng này. Rồi kéo tỉa hàng rào và rất nhiều các loại búa các bác nhé. Đó, có búa rồng hổ rồi búa rìu. Có một cây rìu của Mỹ này các bác. Đó, rìu Mỹ. Rồi rất nhiều các loại kìm rồi mỏ lết này. Đó, bộ lục giác có nhất, đe thì có đe đồng này, rồi thước của Tajima có nhá, đó, bộ ngũ khoan tháp bờ móng tay và một số cái cây nhổ đinh rồi cây móc lốp xe này, đó, có bộ cờ lê USA nữa có nhá và rất là nhiều đồ bonsai quá, kéo cắt cành rồi kéo cắt tôn nữa này, đó, đã có đá mài liếc rồi rúa và dao đi rừng có nhá, đó, các bác vào theo dõi video thì cho em Cường xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và các bác đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo khi em lên video mới các bác. Hôm nay thì em lên video mã AC ạ. Mã số C1 các bác nhé. Mã số C1 là một cái quận dây hơi của Hàn Quốc này các bác này. Đó, quận dây hơi này thì còn rất là mới luôn các bác nhé. Đó, quận dây hơi này thì nó dài là 12 mét các bác nhé. Dài 12 mét. Đây, và ở trên dây của nó thì người ta có dập đây. Made in Korea đây các bác này. Đó, Made in Korea. Đó, dây dài 12 mét các bác nhé. Này thì nó có một đầu... Đây, một đầu nhỏ này thì các về các bác lắp vào máy này, còn một cái đầu này thì để các bác lắp cái đầu súng xịt hơi này. Đó, đầu súng xịt hơi. Đó, mấy bác có rửa xe máy rửa ô tô để xịt hơi có nhá. Đó, dài 12 mét, nó dây hơi của Hàn Quốc. Đó. Đó, made in Korea. Cận dây mã số C1 này 250.000 các bác nhá. Đó, C1 này 250.000. Đến mã số tiếp theo mã số C2. C2 là một cái súng xịt hơi thôi nhá. Súng này thì hiệu top này. Đó, DG10 này. Súng còn rất là đẹp đây các nhá. Lớp xi mạ sáng đẹp. Kích thước của nó thì đây, chiều dọc của nó được 15 cm này, còn chiều ngang của cái súng này được là khoảng tầm 16 các nhá, chiều ngang 16. Đó. Sử dụng tốt các nhá, không hư hại gì hết. Cái này thì mấy bác cũng có rửa xe thì để xịt hơi các nhá. Đó, đây. Cái súng này thì các bác lắp vừa cái dây hơi của Hàn Quốc luôn này. Đó, lắp vừa vào dây hơi của Hàn Quốc này luôn các bác nhé. Đó, và các bác có thể lấy nguyên một bộ này, nguyên một bộ cả dây cả súng xịt luôn nhé. Đó, về các bác sử dụng cho nó dễ. Đó, cái súng xịt hơi mã số C2 này là 220.000 các bác nhé. C2 là 220. Đến mã số tiếp theo mã số C3. Mã số C3 là một cái súng phun sơn loại lớn đấy các bác. Đây, súng này thì hiệu của nó là Osaka và dòng sản phẩm là F75. Đó, súng còn rất là đẹp và sử dụng tốt, không hư hại gì hết đâu nhé. Đây có chữ đây đóng đây các bác, Japan Technology này, Osaka. Đây thì có hai con ốc để điều chỉnh lượng sơn phun và dưới này có con ốc điều chỉnh hơi này. Đó, một đầu về lắp vào máy dây hơi các bác nhé. Đây. Đây, đầu phun sơn của nó đây các bác. Đầu này thì nó khoảng là đầu 1.3 các bác nhé. Đầu phun sơn này khoảng 1.3. Chiều dọc của cái súng này thì nó được khoảng tầm 17 cm, còn chiều ngang thì nó tầm 13 các nhá, chiều ngang tầm 13. Và đi kèm thì có một cái bình đựng sơn đây các bác. Đó, bình đựng sơn rất là đẹp luôn nhá. Có nắp đậy đầy đủ luôn này. Đó, bình đựng sơn có nắp đậy luôn. Chiều cao của cái bình đựng sơn này thì nó cao được là 12 cm, còn chiều rộng của bình được khoảng tầm 10 cm. Đó, bình đựng sơn thì các bác về lắp vào phần bên dưới của súng phun đây nhá. Đó, rất là tiện lợi luôn này các bác. Đó, lắp vào phần bên dưới của súng phun như thế này các bác nhé. Đó, có thể sử dụng để phun gỗ, phun sắt này. Đó, phun sơn trên gỗ, trên sắt. Đó, mã số C3, súng sơn này là 300.000 các bác nhé. C3 là 300. Mã số tiếp theo, mã số C4. C4 là một cái thùng đồ nghề loại lớn các bác nhé. Một cái thùng đồ nghề loại lớn. Thì nó có hiệu ở trên chiếc thùng đây, Toolbook các bác nhé. Đó, Toolbook. Và có một cái quai sách này. Đó, một quai sách. Thùng này thì còn rất là đẹp luôn, lớp sơn mạ thì nó còn nguyên các bác nhé, chưa bong chóc thì sơn này sơn zin của nó luôn các bác nhé, nó còn rất là đẹp luôn, đây các bác có thể thấy, không có cong vênh móp méo gì, đó, còn nguyên lớp sơn luôn, rất là đẹp. Và ở hai bên của thùng thì có hai cái chốt gài ở hai bên này, đó, hai chốt gài hai bên. Đây, và bên trong thùng đây còn rất là đẹp này, các bác có thể đựng đồ nghề cờ lê mỏ lết rồi kìm kéo này, và đựng mấy cái máy cầm tay được các bác nhé, đó, mấy máy cắt máy mài cầm tay. Đó, thùng rất là đẹp, khá là cứng cáp các bác. Đó, thùng đẹp các bác nhé. Đó, rất là mới.
Kích thước của cái thùng này thì nó dài là 42cm, rộng 21cm, cao 14cm và nặng là 1,7kg các bác nhá. Dài 42, rộng 21, cao 14 và nặng là 1,7kg. Chiếc thùng mã số C4 này 350.000 các bác nhá. C4 350.000. Đến mã số tiếp theo. Mã số C5. Mã số C5 là cái lưỡi cuốc đây các bác này. Đó, lưỡi cuốc. Lưỡi cuốc này thì chưa qua sử dụng các bác nhá. Nó còn nguyên cái lớp sơn xanh này. Đó, cái màu sơn này kiểu như của quân đội các bác. Đó, rất là đẹp, hàng chưa xài các bác nhá. Chiều dài của lưỡi cuốc này thì nó dài được 19,5, còn chiều rộng của lưỡi cuốc thì được chiều rộng lưỡi cuốc 15cm. Và độ dày của lưỡi cuốc này thì nó dày được là 2 ly các bác nhá, dày 2 ly. Đó, còn nguyên sơn chưa xài các bác nhá. Lưỡi này thì nó có số lượng các nhá. Đó, cái này bác nào lấy bao nhiêu cái cũng có này các bác này. Đó, cái lưỡi cuốc này thì 130 một cái các nhá. C5 130.000 một chiếc các nhá. Đó, cái này đó, hàng có số lượng. C5 130 một chiếc. Mã số tiếp theo là số C6, một cái lưỡi cuốc này các bác này. Đó, lưỡi này thì hiệu của nó là hiệu con voi thôi các bác. Đó, có logo hình voi đóng chìm trên lưỡi cuốc. Đó, bề mặt lưỡi rất là đẹp, không rỗ rỉ gì hết nhá. Chiều dài lưỡi cuốc này thì nó dài được là 17cm, chiều rộng lưỡi của nó thì được chiều rộng lưỡi nó khoảng tầm 8cm các bác. Và độ dày lưỡi cuốc này thì dày được ở trên cùng này rất là dày 8 ly rưỡi các nhá, và mỏng xuống dưới lưỡi này là còn 4 ly. Đó, trên này dày 8 ly rưỡi, xuống dưới này còn khoảng 4 ly các nhá. Đó, thép Nhật rất là dày và cứng cáp luôn các bác, hiệu con voi của Nhật. Đó, lưỡi cuốc mã số C6 này 180 các nhá, C6 180.000. Mã số C7 là một cái lưỡi cuốc chim này các bác. Lưỡi cuốc chim này thì ở đây nó còn nguyên tem mác ở bên hông đấy các bác nhá, hiệu Golden Star của Nhật này. Và bề mặt lưỡi cuốc này thì còn đẹp này, lớp sơn cũng còn đấy các bác. Đó, không rỗ rỉ gì hết nhá. Đó, không rỗ rỉ gì hết. Tổng chiều dài của cái lưỡi cuốc chim này thì tổng chiều dài là 32,5 các bác. Còn chiều dài của lưỡi cuốc thì được là 11, chiều rộng lưỡi của nó là khoảng 5,5. Và độ dày lưỡi cuốc chim này thì nó khoảng tầm 5 ly các nhá. Đó, rất là dày dặn và cứng cáp luôn. Đó, tem mác còn nguyên. Mã số C7 lưỡi cuốc chim này 200.000 các nhá, C7 200. Mã số C8. C8 là một cái cây cuốc chim này các bác này. Đó, con này thì có cả lưỡi và cán đầy đủ hết nhá. Và nó là hàng mới chưa xài luôn các bác. Đây, cái lưỡi của nó thì các bác có thể thấy còn nguyên lớp sơn luôn này. Đó, do để bãi thì đây nó hơi ố một xíu thôi các bác nhá. Hơi ố một xíu thôi chứ lưỡi này chưa qua sử dụng nhá. Đó, còn mới nguyên thế, cán gỗ rất là mới, còn nguyên tem mác đây các bác. Kích thước của nó thì con này chiều dài cán thì được là 38cm, còn tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim thì được là 28 các bác nhá. Tổng chiều dài lưỡi là 28. Đó, con này thì đây các bác có thể tháo ra và lắp vào rất là tiện lợi luôn này. Đó, này mấy bác mà có đi dã ngoại, đi du lịch này, đó, đi phượt, nó mang theo thì lắp vào và tháo ra rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, lắp vào tháo ra cho vào trong ba lô hoặc là bỏ lên xe hơi cũng được, rất là tiện lợi. Đó, cái cuốc chim mã số C8 này 250.000 các bác, C8 250.000. Mã số tiếp theo C9. C9 là một cái cây cuốc chim hiệu con voi này các bác này. Đó, cây này thì nó cũng có đầy đủ cả cán và lưỡi luôn nhá. Đó, đây lưỡi thì các bác có thể thấy này, rất là đẹp luôn, còn nguyên sơn này và có logo hình voi đóng chìm trên lưỡi cuốc đây các bác. Đó, lớp sơn còn rất là mới luôn nhá. Kích thước của cây này thì phần cán của nó dài 45cm, còn tổng chiều dài của cái lưỡi cuốc chim thì được là 28,5. Tổng chiều dài 28,5. Con này thì cũng có lắp vào và tháo ra được các bác nhé, rất là tiện luôn nhé. Đây, các bác có thể lắp vào và tháo ra này. Đó, thì khi mà có đi dã ngoại đem theo á thì rất là dễ đem theo các bác. Đó, đây. Đó, khi nào sử dụng thì các bác lắp cán vào, còn không sử dụng thì các bác có thể tháo rời ra nhé. Mã số C9 cây cuốc chim này 250.000 các bác nhé. C9 250.000. Mã số tiếp theo C10. C10 cũng là một cái cây cuốc chim. Cây này thì còn rất là mới này, các bác có thể thấy cán gỗ của nó mới tinh luôn này. Tem mác của Nhật còn ở trên cán đây nhá. Và bề mặt lưỡi của nó thì cũng còn cái lớp gam đen đây, không rỗ rỉ gì hết. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cán thì người ta đóng đinh chốt chắc chắn rồi các bác nhá. Chiều dài phần cán của cây này thì nó dài được là 39cm, còn tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim thì được là 25,5. Tổng chiều dài 25,5, còn chiều dài của lưỡi cuốc thì được là khoảng 10,5.
Bản nội quốc này thì nó rộng được khoảng tầm 5 cm thôi nhé. Đó. Cây cu chi mã số C10, cái này 230.000 các bác nhá. C10 230. Mã số tiếp theo C11. C11 là một cái cây cuốc nhỏ này. Đó, con này thì cũng rất là mới luôn. Các bác xem phần cán gỗ của nó thì còn bọc giấy bóng nguyên này các bác. Đó, còn nguyên bọc giấy bóng luôn nhá. Và tem mác của Nhật thì cũng còn nguyên ở trên cán đây. Và bề mặt lưỡi cuốc của nó thì lớp sơn còn đẹp này. Đó, còn lớp sơn đây, không đỗ rỉ gì hết các bác nhá. Đó, đẹp nhá. Và cán người ta đóng đinh chốt cũng rất là chắc chắn rồi nhá. Chiều dài phần cán của cây cuốc này thì dài được là 38,5. Chiều dài lưỡi của nó là 12. Chiều rộng lưỡi của con này được là 8 cm. Và độ dày lưỡi cuốc này dày được 5 ly các bác nhá. Đó, lưỡi cuốc này rất là dày 5 ly. Đó, các bác sử dụng trong gia đình làm vườn, cuốc ruộng rất là ngon nhá. Đó, một cây cuốc nhỏ nó cầm nó tiện lợi, dễ sử dụng các bác. Mã số C11, cái này 180.000, C11 180. Mã số tiếp theo C12. C12 là một cái cây xẻng nhỏ các bác nhá. Đấy, một cái cây xẻng nhỏ. Con này thì các bác có đi dã ngoại đi phượt có thể đem theo này. Đó, rất là nhỏ gọn và tiện lợi nhá. Ở mặt sau của cây xẻng này thì người ta có đóng chìm rất là nhiều chữ tiếng Anh các bác nhá. Là chữ tiếng Anh. Và cây xẻng này nó có một cái cạnh răng cưa này. Đó, có một cạnh răng cưa. Cán thì người ta có bọc nhựa các bác nhá. Cán bọc nhựa. Đó, con này thép của nó rất là cứng cáp đấy các bác. Tổng chiều dài của cây xẻng này thì được là 30 cm, còn chiều dài lưỡi xẻng thì được là 13,5. Chiều rộng lưỡi xẻng là 10 cm. Đó, con này thì các bác thích hợp đi dã ngoại này. Đó, đi dã ngoại đi phượt. Dã ngoại đi phượt đem theo các bác nhá. Đó. Mã số C12, cây xẻng này 150.000, C12 150.000. Mã số tiếp theo C13 là một cây xẻng gấp các bác nhá. Đó, một cây xẻng gấp, con này rất là đẹp luôn, còn nguyên sơn này các bác. Đó. Và ở trên lưỡi xẻng thì người ta có đóng chìm chữ đây các bác này. Temantun USA này. Đó, Temantun USA. Nó có một cạnh răng cưa đấy các bác, và đây bên này có một cạnh có thể sử dụng để khui bia được luôn nhá. Đó, bề mặt rất là đẹp. Vừa làm xẻng vừa làm cuốc được luôn các bác nhá. Đây. Có con ốc vặn ở đây các bác gặp lại thì thành một chiếc cuốc chim nhá. Đó. Con này cũng thích hợp sử dụng đi dã ngoại đi phượt đem theo này. Đó. Đi cắm trại các bác nhá. Đó, các bác có đi cắm trại đem theo cây này. Đó, rất là tiện lợi. Đây, và ở trên phần cán của nó thì đây các bác có thể tháo rời ra được này. Đó, tháo rời thành hai khúc nhá. Đó. Đó, bên trong này rộng. Tay cầm thì người ta có bọc cao su đây các bác nhá. Đuôi này thì nó kiểu như có la bàn hay sao này. Đó. Đuôi làm xẻng vừa làm cuốc được. Và khi không sử dụng thì các bác cũng có thể gặp lại như này nhá. Rất là gọn gàng luôn. Đó. Đó, rất là gọn gàng. Con này thì kích thước của nó thì tổng chiều dài của cây xẻng này được 41 cm các bác. Còn chiều dài lưỡi xẻng thì được 12,5. Chiều rộng lưỡi của nó là 9,5. Đó. Đây, và đó, không sử dụng nữa các bác có thể gặp lại. Nó đi kèm thì nó có một cái túi bằng vải đây các bác này. Đó, không sử dụng các bác có thể cho vào trong túi vải này nhá. Đó. Đó, không sử dụng các bác có thể cho vào đây. Đó. Rất là tiện lợi luôn. Đó, cây xẻng nhỏ mã số C13 180.000 thôi nhá. Xẻng gấp mã số C13 180.000. Mã số tiếp theo C14 là một cái cây xẻng gấp loại lớn này các bác. Con này thì cũng còn rất là đẹp, gần như chưa sử dụng đấy các bác. Đó, còn nguyên lớp sơn luôn. Đây. Hai mặt lưỡi xẻng còn nguyên lớp sơn nhá, rất là đẹp. Và cán gỗ thì rất là mới luôn các bác này. Đó. Cũng có thể vừa làm xẻng vừa làm cuốc được nhá. Đây các bác có thể gặp lại thì thành một chiếc cuốc này các bác. Đó, thành một chiếc cuốc chim. Đó, rất là đẹp nhá. Cây này thì kích thước của nó thì tổng chiều dài cả cán nó khoảng 65 cm các bác. Còn chiều dài lưỡi xẻng thì được 18,5. Chiều rộng lưỡi của nó là được chiều rộng lưỡi 10 khoảng tầm 14,5 các bác nhé. 14,5. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc. Một cây xẻng gấp rất là tiện lợi. Mã số C14 cái này 300.000 các bác nhé. C14 là 300. Mã số tiếp theo C15 là một cái cây kéo tỉa hàng rào hiệu ARS này. Đây có hiệu ở trên cán đấy các bác, ARS. Có hình đầu con cá sấu đấy các bác, K-800. Đó, con này thì bề mặt lưỡi kéo thì nó còn đẹp các bác nhá, nó không có bị rỗ đâu. Cái này đó, nó chỉ bong cái lớp xi mạ thôi các bác. Đó. Cái này do để bãi nó hơi rỉ sét một xíu nên là em có vệ sinh thì
Đó, nên là nó bề mặt nó chỉ có một vài vết ố đen một xíu thôi các bác nhá, chứ nó không có rỗ nhá. Đó, cái này thì về các bác có thể đánh bóng thêm phần lưỡi nhá. Còn lưỡi kéo của nó thì còn zin nguyên các bác nhá. Đó, chưa có mài rũa gì và không có sứt mẻ gì hết nhá. Đó, trên lưỡi kéo có rãnh này. Đó, lưỡi kéo có rãnh luôn. Cái thép của ARS này thì nó rất là bén các bác nhá. Đó, nó hơi khó mài một tí nhưng mà nó rất là cứng và nó bén các bác. Đó, con ốc chốt đây thì là ốc rời thì các bác có thể vặn con ốc này ra và mài lưỡi kéo được nhá. Đó, lưỡi rất là sắc bén. Đó, cái này nó chỉ ố đen thôi chứ nó không có rỗ vào trong thép đâu các bác. Phần cán của cái này thì nó là bằng cán nhựa này các bác này. Đó, cán nhựa. Đây, ở đuôi cán thì có chữ được các bác, Made in Japan. Tổng chiều dài của cây kéo tỉa hàng rào này thì nó dài được là khoảng 49,5 cm. Còn chiều dài lưỡi kéo thì được con này chiều dài lưỡi kéo nó khoảng tầm 16 các bác nhá. Chiều dài lưỡi kéo khoảng 16 cm. Đó. Đây, cái núm, hai cái núm ở cao su hai bên thì nó bị mòn mất rồi các bác này. Đó, không ảnh hưởng gì hết nhá. Các bác xài con này tỉa hàng rào rất là ngon nhá. Đó, mã số C15, cái này là 200.000 các bác. C15 200. Mã số tiếp theo C16. C16 là một cái cây kéo cắt cành trên cao. Đó, con này thì lưỡi kéo của nó là thép rèn thủ công của Nhật này. Đó, bề mặt lưỡi đẹp các bác nhá. Và lưỡi thì không có bị sứt mẻ gì. Con này lưỡi em có mài lại rồi các bác nhá. Đó, mài lại rất là sắc bén rồi. Đó, này em có cắt test thử cắt giấy luôn rồi các bác. Đó, cắt được giấy luôn. Và ở trên bề mặt lưỡi kéo thì nó có mộc đóng chìm đây các bác nhá. Đó, mộc của Nhật đóng chìm này. Đó, bề mặt lưỡi đẹp. Đó, vệ sinh sạch sẽ, mài bén rồi các bác nhá. Về các bác chỉ sử dụng thôi. Cán gỗ của cây này cũng còn đẹp và tem mát của Nhật cũng còn ở trên cán luôn nhá. Đó. Kích thước thì tổng chiều dài cả cán của cây này được 60 cm các bác. Còn chiều dài lưỡi kéo thì được khoảng tầm chiều dài lưỡi kéo khoảng 8 cm các bác nhá. Chiều dài lưỡi kéo 8 cm. Và cây này thì lưỡi nó cũng rất là dày này. Đó, con này thì lưỡi nó dày khoảng tầm 5 ni rưỡi các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi kéo này nó là 5 ni rưỡi. Thì lưỡi kéo nó dày này thì các bác có thể sử dụng để cắt những mấy cái cành lớn ở trên cao được nhá. Đó, mã số C16, cây này là 320.000, C16 320. Số tiếp theo C17 là một cái cây chép này các bác này. Đó, một cây chép. Đây, con này thì thép của Nhật luôn các bác nhá. Đó, bề mặt thì còn nguyên sơn luôn này, rất là đẹp luôn. Lưỡi thì em mài lại bén rồi các bác nhá. Đó, lưỡi mài lại sắc bén rồi. Và cán là cán ống, cán này cán sắt luôn này các bác này. Đó. Cán ống sắt mà nó rỗng các bác nhá, cán ống sắt. Tổng chiều dài của cái cây này thì nó được là khoảng tầm 54,5 cm. Còn chiều dài lưỡi của nó thì được là khoảng 10 cm này. Chiều rộng lưỡi của cây này thì nó được chiều rộng lưỡi là khoảng 9,5. Và độ dày lưỡi. Độ dày lưỡi 3 ly các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi 3 ly. Đó, con này các bác sử dụng trong gia đình làm vườn cũng rất là tiện lợi này. Đó, mã số C17, cái này là 150.000 các bác nhá. C17 150.000. Cái mã số tiếp theo C18. C18 là một cái cây chép này các bác này. Đó. Con này thì hiệu của nó là hiệu con voi đây các bác. Đó, hiệu con voi của Nhật có logo hình voi đóng chìm đây các bác nhá. Và có cả chữ luôn này. Bề mặt lưỡi của nó đẹp này các bác, không rỗ rỉ gì hết. Và lưỡi thì em có mà cũng có mài sắc bén rồi nhá. Đó, lưỡi mài sắc bén rồi. Đó, cái này thì cán của nó còn rất là mới luôn các bác nhá. Cán gỗ rất là đẹp luôn. Đó, đây. Đó, các bác có thể thấy cán gỗ đẹp nhá. Cái này thì tổng chiều dài của nó thì được khoảng tầm 1 mét các bác nhá. Đó, tổng chiều dài cả cán khoảng 1 mét, còn chiều dài lưỡi của nó thì được khoảng 10,5 này. Chiều rộng lưỡi của con này được là 8,5. Và độ dày lưỡi của con này thì nó khoảng tầm 3 ly nhá các bác nhá. Đó, lưỡi nó cũng rất là dày và rất là cứng cáp nhá. Đó. Mã số C18, cây chép này 230 các bác nhá. C18 230.000. Đến mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo, mã số C19. Mã số C19 là một cái cây búa rồng hổ này các bác này. Đó, một bên thì một mặt người ta có chạm hình rồng đấy các bác. Và mặt bên này thì người ta có chạm hình đây, hình này đầu rồng này, bên này hình hổ các bác nhá. Một bên hình hổ, một bên hình rồng. Và cái mắt của con hổ và mắt của con rồng đây người ta có đính đồng đây các bác này. Đó, người ta có đính đồng nhá. Rất là đẹp luôn các bác. Đây, đầu búa thì chưa bị cấn dập chảy trượt gì các bác nhá. Đó, đầu búa đẹp này. Đó.
Và cái này thì búa này thì nó cũng là thép rèn của Nhật nên là độ cứng cáp thì rất là cao luôn các bác. Đây, càn gỗ còn đẹp đây các bác nhá. Đó. Cái này thì hàng sưu tầm cho các bác nhá. Đó, các bác có thể mua cái này về để sưu tầm. Đó, rất là đẹp. Đây, một hình một bên hình đầu rồng. Đó, và một bên hình đầu hổ các bác nhá. Chiều dài của cái búa này được là 36,5, còn chiều dài phần đầu búa là 10,5. Đường kính đầu đóng của nó là 3 cm và cân nặng của cái búa này được 800 g các bác nhá, 800 g. Đó, cái này hàng sưu tầm đấy các bác, rất là đẹp nhá. Đó. Mã số C19, cái búa này 550.000 các bác nhá, C19 550.000. Mã số tiếp theo C20. Mã số C20 cũng là một cái cây búa, cái này thì người ta có chạm một mặt là hình hổ các bác nhá. Đó, cái này thì chỉ có một mặt này hình hổ thôi, mặt bên này thì không có hình gì hết. Đó. Cái này thì thép để bãi lâu ngày nó hơi nhăm nhăm một vài vết một xíu thôi. Đó, con này thì các bác có thể mua sưu tầm được này. Ở đây có hình hổ rồi mắt hổ cũng có đính đồng luôn các bác nhá. Đó, đính đồng. Đầu búa thì đây cũng còn láng đẹp này các bác. Đó, có cái cạnh cạnh này thì nó hơi dập một xíu ở đây thôi các bác này, dập một xíu ở cạnh thôi. Đó, không ảnh hưởng gì. Đây, đầu bên này cũng còn đẹp. Đó, cán gỗ cũng còn khá là đẹp đây các bác. Chiều dài của cái búa này được 30 cm. Chiều dài phần đầu búa thì được là khoảng tầm 10,5. Và đường kính đầu đóng của cây này là 2,5 các bác nhé. Đó, cân nặng của cây búa này được 700 g. Đó, nặng 700 g. Mã số C20, cây này 400.000. C20 là 400. Đến mã số C21. C21 là một cái cây búa đinh các bác nhé. Một cây búa đinh. Cái này thì hàng mới chưa qua sử dụng luôn các bác. Ở trên phần đầu búa của nó thì có đóng chìm chữ Japan đây các bác nhé. Đó, có chữ Japan đóng chìm. Và cán của cây này thì nó là bằng cán ống thép này. Đó, cán ống thép. Đây, có hiệu ở trên cán đây bác, còn nguyên tem mác đây nhá. Hiệu Susa Sesakuso của Nhật này. Đó, rất là đẹp. Tay cầm bọc cao su. Đó. Ở phần đuôi cán của nó thì cũng có chữ đây các bác, Made in Japan này. Cái này thì đầu đóng đinh của nó thì có các cái rãnh để chống trơn trượt này. Đó. Đây, có các rãnh chống trơn trượt các bác nhá, mới chưa qua sử dụng luôn. Chiều dài của cây búa đinh này thì nó dài được 34 cm, còn chiều dài phần đầu búa là 12,5. Đường kính đầu đóng của cây này thì là 2,7 và cân nặng của cây búa này được cân nặng cây búa này thì nó được là 600 g các nhá, nặng 600 g. C21 280.000. C22. C22 là một cái cây búa đinh hiệu Dokju các nhá. Đó, con này hiệu Dokju tay tem mắc của ông thợ đang ngồi rèn này. Đầu đóng đinh của nó còn đẹp đấy các bác nhá, láng đẹp này. Chưa bị chảy trượt cấn dập gì hết. Đầu chữ V nhổ đinh đây cũng đẹp các bác nhá, không sứt mẻ gì nhá. Trên đầu búa thì cũng có đóng hiệu Dokju đây các bác. Đó, cán gỗ còn khá là mới đây. Đó, các bác có thể thấy cán gỗ rất là mới. Chiều dài của cây búa đinh này dài 39 cm, chiều dài phần đầu búa của nó được 14 cm và đường kính đầu đóng của cây này thì là 2,5. Cân nặng của nó được cân nặng 500 g các bác nhá, nặng 500 g. Mã số C22 là 250.000. À, số tiếp theo C23. C23 là một cái cây búa này các bác này. Cây này thì hàng mới chưa qua sử dụng hơn các bác nhá. Đó, còn nguyên tem mác đây các bác. Và nó có hiệu đây Susa Sesakuso này. Đó, còn nguyên tem mác, cán gỗ mới tinh luôn nhá. Trên đầu búa thì còn nguyên cái lớp sơn mạ luôn đây các bác. Đó, một đầu đóng đầu tròn và một cái đầu là đầu dẹp đây các bác, đầu dẹp. Đây bên này thì có đóng chìm chữ Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Cán người ta đổ keo rất là chắc chắn rồi. Đó, một đầu này thì các bác có thể sử dụng đóng đinh hay các bác đóng gì đóng này. Còn đầu dẹp này thì mấy bác có làm xây dựng hay là thợ xây ấy, đó có thể sử dụng để chặt gạch được nhá. Đó, chặt gạch, chặt dây thép, dây kẽm được này. Đó, rất là tiện lợi. Chiều dài của cây búa này dài 30 cm các bác, còn chiều dài phần đầu búa của nó là 9 cm và đường kính đầu đóng của cây này thì nó khoảng tầm 2,8. Cân nặng của cây búa được 600 g các bác nhá. Nặng 600 g. Đó, C23 cái này là 220.000. C23 220. Mã số tiếp theo C24. Mã số C24 là một cái cây búa bát giác này. Đó, cây này thì cũng còn rất là mới luôn, còn nguyên tem đây các bác nhá. Cán gỗ các bác có thể thấy rất là mới nhá. Và trên đầu búa của nó cũng còn nguyên cái lớp sơn đen luôn này. Đó, gần như là chưa qua sử dụng luôn các bác. Đầu búa thì chưa có bị chảy trượt cấn dập gì hết nhá. Đó, gần như là hàng chưa xài luôn này các bác. Đó, hai đầu búa đẹp nguyên nhá. Đó, láng o luôn này. Đó. Chiều dài của cây búa bát giác này thì nó dài 29 cm, còn chiều dài phần đầu búa thì được là 10 cm và đường kính đầu đóng của cây này thì được là 3,5 và cân nặng của nó được
Cái này nặng tổng thể là 1,2 kg các bác nhá. Đó, nặng tổng thể 1,2 kg. Mã số C24, cây này là 250.000, 24 250.000. Mã số tiếp theo C25. Mã số C25 là một cái cây búa bi hiệu KTC các bác nhá. Đó, cây búa bi đây, hiệu của nó đây các bác, KTC PH45-323 này. Đó, đầu búa này thì nó là thép rèn nên là rất là cứng luôn các bác nhá. Xài rất là bền, hiệu KTC. Đó, đầu búa đẹp đây các bác nhá. Đó, đầu búa đẹp này. Và đầu bi bên này cũng còn đẹp đây các bác. Đó, đầu bi cũng còn đẹp nhá. Cán của cây này thì nó là bằng cán ống thép đây các bác nhá. Đó, lớp xi mạ sáng đẹp. Cán này xài rất là bền luôn các bác. Đó. Cán ống thép xài bền này, tay cầm thì cũng có bọc cao su đây còn liền lạc các bác nhá. Đó, ở đuôi cán đây thì đó, đuôi cán đây có chữ đây các bác này. Đó, đuôi cán có chữ Japan này. Chiều dài của cây búa bi này thì nó dài được là khoảng 31 cm. Chiều dài phần đầu búa thì được là 10 cm. Và đường kính đầu đóng của cây này thì được đường kính đầu đóng nó khoảng tầm 3 cm các bác nhé. Khoảng 3 cm. Và cân nặng của cây búa bi này được cây búa bi này thì nó nặng khoảng 700g các bác nhé. Nặng 700g. Có một cây búa bi hiệu KTC. Mã số C25. Cây này 250.000 các bác nhé. C25 250.000. Mã số C26. C26 là một cái cây búa. Cái này thì đầu búa của nó dáng rất là độc lạ luôn này các bác này. Đó, nó có một đầu đầu đóng là đầu tròn nhá. Đầu tròn này thì nó có vài một số vài vết đó, chảy xước nhỏ thôi các bác. Đó, không ảnh hưởng gì. Và cái đầu bên này thì người ta có rèn nó là đầu cong hình lượn sóng này các bác này. Đó, đầu này thì đầu nó cong mà đầu này là đầu dẹp các bác nhá. Đó, một bên đầu tròn một bên đầu dẹp. Đó, cán còn đẹp đấy các bác. Cái này thì có thể sử dụng để đóng giày dép bằng da này, đó, đóng giày dép mấy đồ bằng da nhé. Còn các bác mua về chơi sưu tầm cũng được. Chiều dài cán của cái này là 30 cm, còn chiều dài phần đầu búa của nó thì được 18 này. Đó. Đường kính đầu đóng của cây này thì nó khoảng tầm 3,3, và cân nặng của cái búa này được cái búa này nặng là 500g các bác nhé, nặng 500g. Mã số C26 180.000, C26 180. Mã số tiếp theo C27 là một cái cây búa rìu của Mỹ các bác nhá. Đó, đây con này thì nó có chữ hiệu đóng chìm trên trên lưỡi rìu đây các bác này. Đó, pelum này các bác. Đó, pelum. Bề mặt lưỡi của con này thì còn lớp ram đen đây các bác nhá. Đó, lớp ram đen còn đẹp này. Đó, và người ta có rèn có một cái hình chữ V nhổ đinh ở đây, có để sử dụng nhổ đinh đây các bác nhá. Đây, đầu đóng búa này thì cũng còn đẹp đây. Đó. Cán gỗ còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, cây búa Mỹ này thì mấy bác có thể mua về để sưu tầm nhá. Đó. Cán đóng đinh chốt chắc chắn được sưu tầm trưng bày các bác. Chiều dài của cây này thì được là 34 cm, còn chiều dài lưỡi rìu là 16, chiều rộng lưỡi của nó thì được là 9,2. Đó, chiều rộng lưỡi 9,2. Đây, con này lưỡi thì không có sứt mẻ gì hết các bác nhá. Lưỡi rất là sáng và đẹp và lưỡi sắc bén này. Đó, lưỡi bén nhá. Đó, có thể mua, các bác mua cây này về sưu tầm trưng bày, mua về chơi. Đó. Cân nặng của cây này thì nó được 900g các bác nhá, nặng 900g. Mã số C27, cây này là 1,4 triệu các bác nhá. Đó, C27 1,4 triệu. Mã số tiếp theo C28. C28 là một cái cây búa rìu bổ đấy các bác này. Đó, con này thì các bác vừa có thể sử dụng để chặt vừa bổ được nhá. Đó, sử dụng chặt cây cũng rất là ngon. Đó, hàng rèn thủ công, lưỡi hai mặt. Phần trên phần đầu đóng thì người ta có xài cũng có sử dụng rồi nên là nó hơi cấn dập một xíu này các bác. Đó. Đây, và trên bề mặt lưỡi thì có chữ khắc thủ công đây các bác. Đó, lưỡi thì đẹp sắc bén các bác nhá. Đó, chữ khắc thủ công. Bề mặt lưỡi không đỗ rỉ gì hết, cán cái này rất là mới luôn này. Chiều dài phần cán của cây này là 39 cm, còn chiều dài lưỡi của nó thì được 16 này. Chiều rộng lưỡi của con này được là 6 cm, và độ dày lưỡi con này nó khoảng tầm 2,5 cm. Cân nặng của nó được 1,2 kg các bác nhá. Đó, nặng 1,2 kg, có thể sử dụng vừa bổ vừa chặt cây được nhá. Mã số C28, cây này là 380.000, C28 380. Mã số tiếp theo C29. C29 là một cái cây rìu chặt các bác nhá. Đó, con này thì sử dụng chặt cây thì rất là ngon này các bác này. Đó. Đây, cũng hàng rèn thủ công của Nhật đấy các bác nhá. Con này thì chữ rất là nhiều luôn. Đó, chữ khắc thủ công. Trên này mới một hàng chữ này, dưới này chữ. Đó, chữ rất là đẹp, bề mặt lưỡi cũng không đỗ rỉ gì hết. Đó, lưỡi thì rất là bén các bác nhá, cũng không sứt mẻ gì cả. Và hai mặt chữ luôn các bác nhá, mặt bên này cũng có chữ này. Đó, bề mặt lưỡi láng mịn đẹp. Cán rất là mới luôn. Đó.
Chiều dài cán của cái cây này thì nó dài được là khoảng 46 cm, còn chiều dài lưỡi của nó thì được chiều dài lưỡi 12. Chiều rộng lưỡi của con này thì nó khoảng tầm 5,8 các bác nhá. Và độ dày lưỡi con này là 2,7. Đó, phần đầu đóng của nó thì còn láng o luôn, này chưa bị cấn dập gì hết ở trên phần đầu búa nhá. Đây, phần cán thì người ta đóng đinh chốt chắc chắn rồi các bác nhá. Đó, con này sử dụng để chặt cây rất là ngon. Cân nặng của cây cân nặng cây búa rìu này được là 800 g các bác nhá. Đó, nặng 800 g, mã số C29. Cái này là 360.000, C29 360. Mã số tiếp theo C30. C30 là một cái cây búa rìu bổ đấy các bác. Đó, búa rìu bổ, búa rìu chặt này. Đó, con này thì cán là cán ống thép các bác nhá, còn tem mát đây, và tay cần thì người ta có bọc cao su này. Đó, tay cần bọc cao su còn liền lạc đẹp. Bề mặt lưỡi của con này sáng đẹp các bác nhá, em vệ sinh sáng đẹp, nó mấy có mấy vết ố nhăm nhăm một xíu thôi. Đó, đầu đóng chưa bị chảy trượt gì hết. Đó, đây. Hai mặt đẹp và người ta có rèn một cái hình chữ V đây để các bác có thể sử dụng nhổ đinh được nhá. Đó. Chiều dài của cây rìu này thì dài được là 32 cm, còn chiều dài lưỡi của nó là 12. Chiều rộng lưỡi của con này thì rộng là khoảng tầm 7 cm, và độ dày lưỡi này khoảng 1,6 các nhá. Độ dày lưỡi khoảng 1,6. Cân nặng của nó được cân nặng con này khoảng 750 g các bác nhá. Nặng 750 g, mã số C30 là 300.000, C30 300. Mã số C31. C31 một cái lưỡi rìu bổ đây các bác nhá. Một lưỡi rìu bổ. Con này thì về các bác có thể đóng cán và sử dụng để bổ củi nhá. Đó, bổ củi rất là ngon, hàng đen thủ công của Nhật này các bác. Đó, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi. Đó, lưỡi bén các bác nhá, không sứt mẻ gì hết. Nó rất là dày luôn này. Lỗ trên cán thì là hình vuông, đây có cả mọc ở bên hông này luôn. Đó, bề mặt lưỡi đẹp. Phần đầu đóng thì nó có một vài vết dập một xíu thôi các bác. Chiều dài lưỡi rìu này thì dài được là khoảng lưỡi rìu này nó dài khoảng tầm 18,8 các bác nhá. Còn chiều rộng lưỡi của nó thì rộng được khoảng tầm 7 cm, và độ dày lưỡi rìu này được khoảng 2,8. Đó. Cân nặng của nó thì được 1,5 kg các bác nhá. Đó, nặng 1,5 kg. Con này thì đó, sử dụng bổ củi các bác nhá. Mã số C31 350.000, C31 350.000. Bổ hoặc chặt cây cũng được các bác. Đó, chặt cây lớn. Mã số tiếp theo C32 cũng một cái lưỡi rìu bổ rìu chặt này. Con này cũng hàng đèn thủ công của Nhật luôn các bác. Đây, chữ khắc thủ công rất là đẹp nhá. Bề mặt lưỡi thì cũng không có rỗ rỉ gì hết. Đó, mặt bên này cũng có mộc luôn này, hai mặt mộc nhá các bác nhá. Đó, lưỡi sắc bén nhá. Đó. Rồi, phần đầu đóng đây các bác. Con này thì hàng người ta cũng có xài lướt thôi. Chiều dài lưỡi của con này thì được khoảng 17,5, chiều rộng lưỡi của nó là khoảng 6,5, và độ dày lưỡi là khoảng 2,8 các bác. Cân nặng của lưỡi rìu này được khoảng 900 g các bác nhá. Đó, nặng 900 g, mã số C32 là 300.000 các bác. Đó. C32 là 300. Đến mã số tiếp theo, mã số C33. Mã số tiếp theo C33. C33 các bác nhá. C33 là một cái cây mỏ lết này các bác này. Đó, con này thì mới chưa xài còn nguyên trong bọc đây các bác. Đó, đây, hàng mới chưa xài còn nguyên bọc. Cái này thì hiệu của nó là hiệu top các bác nhá, size 200 mm. Đó, dấu nội địa Nhật này, hàng nội địa Nhật. Thép là chrome vanadium. Đây, Japan đây các bác. Đó, mới chưa xài còn nguyên bọc luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn này. Đó. Size 200 mm, dài 20 cm các bác nhá. Đó, miệng đây đẹp này. Đó, miệng đẹp nguyên. Đó, chưa qua sử dụng. Đó, còn nguyên bọc luôn các bác nhá, hàng là hàng nội địa Nhật, đây có dấu nội địa, bọc hiệu top đây các bác. C33 cây mỏ lết này là 170 các bác nhá. C33 170.000. Mã số tiếp theo C34. C34 là một cái cây mỏ lết hiệu Baco này các bác này. Đó, Baco Made in Sweden, hàng của Thụy Điển các bác nhá. Đó, hàng của Thụy Điển. Cái này size 8 inch. Size 8 inch thì tương đương nó sẽ dài là 20 cm các bác nhá, dài 20 cm. Đó, Baco Made in Sweden. Con này thì được sử dụng là chất thép đen các bác nhá, nên là rất là cứng cáp. Các bác xài cái này thì rất là bền này. Đó, miệng khít đẹp đây nhá. Các bác có thể thấy miệng khít đẹp. Chất thép đen, hàng của Thụy Điển các bác. Đây, miệng đẹp đây các bác nhá. Đó, miệng đẹp. Miệng của con này thì mở tối đa được là 2,5 cm.
Đó, mã số C34, cái này 220 có nhá, C34 220 nghìn. Mã số C35. C35 là một cái cây mỏ led hiệu Mitsubishi. Đó, con này size 150mm, dài 15cm có nhá, có logo hiệu Mitsubishi này. Đó, con này thì chưa qua sử dụng đâu, miệng cũng rất là khít đẹp luôn đây nhá. Đó, đẹp nguyên đây các bác. Size 150, dài 15cm, còn nguyên lớp sơn ở trên phần cán luôn này các bác. Đó. Đó, đẹp các bác nhá. Đó, đẹp. Chưa xài. Miệng con này thì mở tối đa được 2cm. Đó, mã số C35, cái mỏ led là 130 có nhá, C35 130.000. Mã số tiếp theo C36. C36 là một cái cây mỏ led ngàm ngang. Đó, con này cũng hàng mới chưa xài, hiệu con này là Sanki. Đó, Sanki Japan này các bác. Đó, Sanki Japan. The Lock for Kids Steel này. Đó, cái này thì size là 280mm quá nhé, size 80mm, dài 28cm. Đây, chưa xài, miệng rất là đẹp luôn nhé. Đó, miệng đẹp đây các bác nhé. Đó, miệng đẹp này. Con này thì miệng của nó mở tối đa là được khoảng 7,2 các bác nhé. Miệng mở tối đa 7,2cm. Mã số C36, cái này 250.000. C36, 250.000. Mã số tiếp theo C37. C37 là một cái cây mỏ nết răng hiệu Rigvit của Mỹ các bác nhá. Đây, hiệu Rigvit này. Đó, bên này có chữ này, USA này các bác. Và cái này thì cán của nó là bằng cán nhôm các bác nhá. Cán là bằng cán nhôm, còn đây phần răng của nó thì là bằng thép này. Đó. Người ta thiết kế cán là cán nhôm thì để cho các bác khi sử dụng ấy, thì cầm nó rất là nhẹ nhá, dễ sử dụng các bác. Đó, cầm rất là nhẹ nhàng. Con này thì răng lợi rất là đẹp luôn. Đó, gần như là chưa xài luôn, hàng Mỹ thì thép của nó rất là cứng các bác nhá. Các bác xài thì rất là bền đó, răng trên răng dưới thẳng tắp luôn các bác nhá. Răng chưa bị chảy trượt, cấn dập gì hết nhá. Đó. Con này thì miệng của nó có thể mở tối đa là được khoảng tầm miệng mở tối đa nó khoảng khoảng 3,2 các bác nhá, khoảng 3,2cm. Đó, con này thì mở nhất răng các bác sử dụng để mở ống nước nhá. Đó, mở ống nước rất là ngon. Đó, răng lợi đều thẳng tắp luôn. Hiệu Rigvit của Mỹ. Đó. Mã số C37, cây này là 250.000 các bác nhá. C37 250.000. Mã số tiếp theo C38 cũng một cây mỏ led hiệu Rigvit này. Đó, con này cũng hiệu Rigvit của Mỹ luôn các bác nhá. USA này. Đó, ngàm con này thì nó là ngàm bằng này, đó, ngàm bằng. Đây. Đây, cái này thì chiều dài của nó thì được khoảng 24 các nhá, chiều dài 24. Và miệng con này thì nó mở tối đa được khoảng tầm 6cm các bác. Đó, miệng mở tối đa là 6cm. Rồi, miệng rất là đẹp nhá. Đó, miệng đẹp đấy các bác. Đó, một cây mỏ led hiệu Rigvit của Mỹ. Con này thì ngàm của nó sẽ mở mặc định là ngàm mở mặc định nó khoảng 1,8 các bác nhá. Đó, đây. Ngàm thì nó sẽ mở mặc định là như thế này các bác nhá. Đó, mặc định như này, 1,8cm. Đó, một cây mỏ led mã số C38, cái này 300.000 các bác nhá. C38 300.000. Mã số tiếp theo C39. C39 là một cái cây kìm cắt này các bác này. Đó, một cây kìm cắt, con này lưỡi cắt còn đẹp đây các bác, không có sứt mẻ gì nhá. Và nó có lưỡi cắt, nó có một cái lỗ đây thì để kiểu như để cắt dây điện hay là tuốt dây điện gì đấy các bác. Đó, lưỡi không sứt mẻ gì. Tay cầm bọc cao su còn liền lạc đây các bác. Chiều dài của cây kìm cắt này thì nó dài được khoảng 23,5cm các bác nhá. Khoảng 23,5cm. Đó, cây này các bác có thể sử dụng để cắt dây điện hoặc là cắt dây mấy loại dây kẽm nhỏ nhá. Đó, cắt dây điện dây kẽm nhỏ khoảng 2 ly. Mã số C39, cái này 180.000, C39 180. Mã số tiếp theo C40. C40 là một cái cây kìm điện này các bác. Đó, cây kìm điện này thì hàng mới chưa xài các bác nhá. Đó, hiệu của nó là hiệu Rabom của Nhật này, Made in Japan. Đó, mới chưa xài quá nhá. Đây, răng lợi cái thứ này còn nguyên sơn luôn, rất là đẹp. Đó, lưỡi cắt thì rất là bén nhá. Ở bên dưới này thì nó có một lỗ để sử dụng để bấm cốt này các bác. Đó, một lỗ để sử dụng bấm cốt, tay cầm thì đó, đẹp nguyên, mới chưa xài đâu các bác. Chiều dài của cây kìm điện này thì nó dài được là khoảng 21,5. Đó, cái này dài 21,5, mã số C40, cái này 250.000 các bác nhá. C40 250.000. Mã số tiếp theo C41. C41 là một cái cây kìm nguội này. Đó, cái này thì hiệu của nó là hiệu Checkmark của Nhật này. Đó, rất là mới luôn, còn nguyên sơn đây các bác nhá. Đó. Lưỡi cắt dây điện thì cũng không có hở sáng này các bác. Đó, không hở sáng và răng lợi thì cũng còn đẹp đây. Đó, răng lợi đẹp nha các bác nhá. Chiều dài của cây kìm nguội này thì nó dài được
21 các bác nhá, dài 21 cm. Đó, kìm nguội thì người ta thép là thép rèn nên là rất là cứng các bác, nó cứng hơn cả kìm điện luôn, xài rất là bền. Mã số C41 là 170.000. Mã số tiếp theo C42. C42 là một cái cây kìm bấm chết các bác nhá. Đó, con này thì có hiệu được bác Devine này, đó có hình bàn tay nắm vào nhau. Cái này size 10 inch này. Nó 10 CR. iWin. Đó, ở dưới này thì có chữ được bác The Best Quality in USA này. Đó, bên này cũng có chữ luôn này. Đó, The Best Quality in USA. Đó. Đây, răng lợi thì cũng còn đều đẹp đây các bác nhá. Đó. Đó, răng lợi đều đẹp đây các bác. Lớp xi mạ của cây này sáng đẹp này. Chiều dài của cây kìm bấm chết này thì dài được là 22 cm. Đó, mã số C42, cây này 250.000 quá nhá. C42 250.000. Mã số tiếp theo C43. C43 là một cái cây kìm bấm chết tự động này các bác. Đó, con này thì cũng rất là mới, lớp xi mạ sáng đẹp này. Đây, phần răng lợi của cây này thì cũng còn đều đây, thẳng tắp này. Đó, chưa bị trầy trượt gì hết nhá. Đó, răng lợi, răng trên, răng dưới đều đẹp nguyên đây các bác nhá. Đó, và nó có chữ tiếng Anh đóng chìm đây các bác này. Đó, chữ tiếng Anh đóng chìm ở hai mặt của kìm luôn này. Đó. Có chữ tiếng Anh các bác nhá. Kìm tự động thì nó sẽ tự động nó kẹp theo kích cỡ các bác nhá. Đó, nó không giống mấy cây kìm kia các bác phải điều chỉnh con ốc ở đây đâu. Cây này nó sẽ tự động kẹp theo kích cỡ. Đây, cái này thì em sẽ kẹp thử một cái cho các bác xem này. Nó kẹp thử cái cây cán cây đánh vạch cá này. Đây. Đó, đó, cái này khi các bác bóp thì nó sẽ tự động nó kẹp các bác nhá. Đó, rất là tiện lợi. Đó, đây thì ở bên trong này có một cái con ốc nhỏ để điều chỉnh lực này các bác. Nó điều chỉnh lực và bên trong này của nó có lò xo nhá. Đó. Chiều dài của cây kìm bấm chết tự động này thì dài được là khoảng 23,5 cm. 23,5, mã số C43, cái này 330.000 các bác nhá. C43 330.000. Mã số tiếp theo C44. C44 một cái cây kìm cộng lực kìm cắt sắt các bác nhá. Một cây kìm cộng lực kìm cắt sắt. Cái này hiệu của nó là MCC Japan này, và cái này thì nó cắt, đây nó có ghi thông số là cắt sắt được là 7 ly. Đó, nó ghi thông số cắt sắt 7 ly thì các bác có thể cắt tối đa từ 8 ly đổ lại được nhá. Nó có thể cắt sắt 8 ly cũng được. Từ 8 ly đổ lại. Cái này size 450. Đó, hàng nội địa Nhật, có dấu nội địa đây các bác nhá. Trên cán thì nó do để bãi nó có bị chảy xước rồi bong tróc một ít sơn thôi, còn lại thì rất là đẹp. Đó, răng phần lưỡi cắt của cái này thì không có sứt mẻ gì hết các bác nhá. Đó, lưỡi cắt đẹp nguyên này. Đó, lưỡi cắt đẹp không sứt mẻ gì các bác nhá. Hiệu MCC. Size 450 và có thể cắt sắt tối đa là từ 8 ly đổ lại. Mã số C44, cái này 350.000 các bác nhá. C44 350.000. Mã số tiếp theo C45. Mã số C45 là một cái cây kìm mỏ quạ này các bác. Đó, cây kìm mỏ quạ. Cái này thì size lớn, size 300mm các bác nhá. Dài 30 cm, hiệu Lotter. Có hình con tôm đấy các bác và có dấu nội địa Nhật đấy nhá. Cái này là hàng nội địa Nhật. Đó, phần cán bọc cao su thì cũng còn liền lạc này. Đây. Phần răng của nó thì nó bị dính bẩn một xíu thôi các bác. Đó, răng thì cũng còn khá đẹp. Cái này thì hàng người ta xài lướt thôi các bác. Đây, chỗ đầu này nó hơi bị dập một xíu thôi. Đó, người ta xài 1-2 lần thôi các bác. Đó, nên là nó cũng còn đẹp nhá. Đó, đây. Size 300mm. Đó, nó dính dơ dính bẩn một xíu, hiệu Lotter, hàng nội địa Nhật. Mã số C45. C45 cây này là 250.000 quá nhá. C45 250.000. Đến mã số tiếp theo C46 là một cái cây kìm mỏ quạ hiệu Top này các bác. Cái này thì size 250, dài 25 cm các bác nhá, và nó cũng là hàng nội địa Nhật, có dấu nội địa này. Japan này các bác, chất thép CRV. Đó, con này tay cầm bọc cao su rất là mới luôn. Cái này gần như một cây kìm mới luôn các bác nhá. Đây, răng lợi có thể thấy đều này, thẳng tắp luôn nhá, rất là đẹp. Đó, răng lợi đều thẳng tắp luôn, chưa bị trầy trượt gì hết nhá. Đó, đẹp. Đó. Một cây kìm mỏ quạ hiệu Top. Rất là mới. Mã số C46, cái này 220 quá nhá, C46 220.000. Mã số tiếp theo C47. C47 là một cái cây kìm đút IV, cái này hiệu là Kasaki Japan này. Đó, Kasaki Japan. Cái này thì nó có 4 đầu đút IV các bác nhá. Đầu trên cùng này của nó là đầu 3.2 này. Đó, 3.2, 2.4, 4.0 và 4.8 các bác nhá. Đó, 3.2, 2.4, 4.0 và 4.8. Ở bên trong của nó cũng thì có lò xo trợ lực các bác nhá. Đó, có lò xo trợ lực đẩy ra đẩy vào. Chốt gài đầy đủ này. Đó, và người ta có tặng kèm cho một cái chìa đây các bác này, chìa để các bác mở các cái đầu IV này nhá. Đó, cây này thì rất là mới luôn các bác có thể thấy. Lớp sơn rất là mới.
sử dụng tốt các nhá, không hư hại gì hết. Chiều dài của cây kìm nút IV này là 25cm. Đó, dài 25cm, mã số C47. Cây này là 170.000 các bác nhá, C47 170.000. Mã số tiếp theo C48. Mã số C48 là một cái bộ lục giác của Mỹ này các bác này. Một bộ lục giác vuông của Mỹ các bác nhá. Đây nó có một đầu là đầu vuông và đầu dưới là đầu hình trái bí này các bác. Đó, đầu trên đầu vuông, đầu dưới là hình trái bí. Đó, bộ này nó gồm có là 2 4 6 9 cây lục giác các bác nhá, 9 cây lục giác từ cây 1.5 này, 2 2.5 3 4 5 6 8 và 10 các bác nhá. Đó, từ 1.5 đến 10. Đó, tổng là 9 cây lục giác. Nó mới chưa xài còn nguyên bọc luôn. Đây made in USA đây các bác nhá. Đó, made in USA. Đó, hàng của Mỹ thì chất thép nó rất là cứng cáp rồi, hiệu là hiệu Bonhurst đây các bác. Bonhurst made in USA. Đó, chất thép thì rất là cứng cáp. Tổng 9 cây các bác nhá. Bộ lục giác vuông C48 là 350.000 các bác nhá, C48 350.000. Và số tiếp theo C49. C49 thì em lên một cái cặp một cái bộ lục giác luôn các bác nhá. Đó. Cái này mã này là hai bộ lục giác các bác nhá, một bộ là lục giác vuông và một bộ lục giác sao này, cùng một hiệu luôn, Fuka Japan này. Đây. Đó, đầu các đầu lục giác rất là đẹp luôn. Đó, hai đầu vuông và đây, cái này thì hai đầu sao. Bộ lục giác vuông từ cây là 1.5 này, 2 2.5 3 4 5 6 8 và 10 các bác nhá. Đó, tổng là có 9 cây. 2 4 5 6 7 9 cây các bác nhá. Bộ lục giác sao này thì lục giác sao hoa thị này thì nó cũng có là 9 cây luôn các bác nhá. Đó, mỗi bộ thì đều có 9 cây. Và ở trên các cây của nó thì đều có đóng chìm thông số của từng cây đấy các bác nhá. Và chất thép là CRV rất là cứng cáp nhá. Đó, đây, có đầy đủ các thông số rồi này các bác. Đó, các bác tham khảo này. Đó, cùng một hãng luôn các bác nhá, Fuka Japan. Và một hai cái bộ lục giác như thế này C49 là 200.000 các bác nhá. 200.000 hai bộ lục giác rất là rẻ luôn các bác, có 100.000 bộ lục giác này thôi này. Đó, rất là rẻ. C49 là 200.000 hai bộ lục giác. Một bộ vuông và một bộ lục giác sao hoa thị. C49 200.000 một cặp. Mã số tiếp theo đến mã số C50. Mã số C50 là một cái cục đe thép của Nhật các bác nhá. Một cục đe thép của Nhật, cục này thì chưa qua sử dụng đâu bác. Bề mặt đe của nó thì còn nguyên cái lớp sơn mạ đây các bác nhá. Đó. Đây, và lớp sơn còn rất là mới này. Đó, đe thì có mũi thuyền luôn các bác nhá. Đe mũi thuyền. Đó, bề mặt đe chưa xài luôn, rất là đẹp. Đây, phần đế thì nó hơi dính dơ bẩn một xíu thôi các bác. Đó. Chiều dài mặt đe tính cả mũi thuyền thì nó khoảng tầm là 18,5 các bác nhá. Còn mặt đe thì các bác sử dụng thì nó là 12. Đó. Chiều rộng của mặt đe này thì rộng được là khoảng 6cm và chiều cao của nó thì cao được 10cm các nhá, cao 10cm. Và cục đe này thì nó nặng là 2,8 kg các bác nhá. Đó, nặng 2,8 kg. Trên mặt đe thì có một cái lỗ vuông này các bác, người ta có thiết kế một cái lỗ vuông để các bác có thể sử dụng uốn dây thép, dây kẽm nhá. Đó, cục đe thép của Nhật nặng 2,8 kg, mã số C50 là 850.000 các bác nhá. C50 850.000. Số tiếp theo C51 là một cái cục đe đồng các bác nhá. Một cục đe đồng của Nhật đây các bác. Đó, rất là đẹp này. Đây, và nó có hiệu đóng ở trên cục đe đây các bác này, hiệu đóng trên cục đe. Đó, đe này cũng có mũi thuyền luôn các bác, đe mũi thuyền. Đó, đồng hết các bác nhá. Đó. Cái này thì nó có một là một combo luôn các bác, một cục đe và một cái cây búa đồng nhỏ, búa đồng mini này. Đó. Về kích thước của cục đe đồng này thì kích thước của cục đe đồng này thì chiều dài tổng cả mũi thuyền là 12,5cm này. Còn chiều dài mặt đe thì được là 8cm. Chiều rộng mặt đe của nó là được khoảng chiều rộng mặt đe là 4,6. Chiều cao cục đe này là 6cm. Và cân nặng của nó thì được cục đe này thì nó nặng là được 1kg các bác nhá. Đó, cục đe này nặng 1kg. Và cục này thì các bác có thể mua về để trưng bày hoặc là sưu tầm các bác nhá. Đe đồng rất là đẹp luôn, trưng bày hoặc sưu tầm rất là đẹp đấy các bác. Đó, mã số C51 các bác nhá. Đó. Là một combo luôn, một cục đe và một cây búa đồng nhỏ mini. C51 là 800.000 các bác nhá. C51 800. Mã số tiếp theo, mã số C52. Mã số C52 là một cái khóa dây này các bác này, một cái khóa dây, và khóa này thì nó sử dụng mật mã các bác nhá, sử dụng mật mã là 5 số. Và hiện tại bây giờ thì mật mã của nó là đang là ở 5 số 0 rồi các bác. Đó, 5 số 0 thì về các bác điều chỉnh sau, các bác điều chỉnh nhá. Đó, đây.
mật mã khóa là khóa dây và sử dụng là mật mã đó, mật mã đang là 5 số 0. Còn nguyên tem mát đây toàn trường là chữ tiếng Anh này, các bác có hướng dẫn sử dụng có thể khóa này thì các bác có thể khóa xe đạp, khóa xe máy và khóa cửa nhà đây các bác nhé. Đó, ở bên trong này thì nó có một cái cọng dây cáp nó rất là to này, nó dây cáp này nó khoảng tầm 6-7 ly các bác, và bên ngoài thì người ta có bọc nhựa nhé. Đây, và cái vòng dây này của nó thì nó dài được khoảng tầm 5-60 cm các bác nhé, nó khoảng đấy, khoảng 5-60 cm. Đó, một cái khóa dây sử dụng mật mã C52 180.000. Số tiếp theo C53. Mã số C53 là một cái cây thước thủy các bác nhé. Đó, thước thủy, thước cân nước, cái này thì mới chưa xài luôn. Hiệu KOD của Nhật đấy các bác nhé. Đó, có một ống cân nước chiều ngang và một ống cân nước chiều dọc. Đó, một ống cân chiều ngang và một ống cân dọc đây các bác nhé. Đây, một ống cân ngang, một ống cân dọc. Đó, cái này mới chưa xài các bác, còn nguyên sơn các bác có thể thấy rất là mới luôn nhé. Và chất liệu của nó sử dụng là người ta làm bằng thép đấy các bác nhé. Đó, cây này thép rèn nên rất là cứng cáp. Đó, chiều dài của cây thước thủy này dài 23 cm các bác nhé, dài 23 cm. Đó, sử dụng mấy cây bằng thép này thì các bác xài rất là bền, không sợ bị cong vênh móp méo như thước nhôm nhé. Đó, mã số C53 cái này 220.000. Mã số tiếp theo C54 cũng là một cái cây thước thủy chất liệu bằng thép rèn của Nhật này các bác. Đó, hiệu của nó cũng là KOD. Đây thì cũng có một ống cân nước chiều ngang này, đó, và một ống cân chiều dọc các bác nhé. Đó, đây, một ống cân ngang, một ống cân dọc, cái này thì còn nguyên cái lớp sơn luôn, rất là mới này các bác có thể đấy. Đó, rất là mới luôn nhá, bằng thép rèn rất là cứng luôn, xài thì không sợ bị cong vênh móp méo gì cả. Cái thước này dài 30,5 các bác nhá, dài 30,5, mã số C54 250.000. C54 250.000. Mã số tiếp theo C55 là một cái cây thước thủy hiệu Tajima các bác nhá. Đó, con này thì hàng mới chưa xài còn nguyên trong bọc đấy các bác. Đó, mới chưa xài nguyên bọc đấy các bác nhá, Tajima. Cái này thì nó có một ống cân nước chiều ngang, một ống cân chiều dọc và một ống cân đường chéo các nhá. Đó, một ống cân ngang, cân dọc và cân chéo. Đó, ở bên hông đây thì có nam châm này các bác này. Đó, có nam châm hít xài rất là tiện lợi. Và đây thì nó có ghi thì nam châm của nó có thể hít được tới 8 kg các nhá, hít tới 8 kg. Cái này thì size là 160mm, dài 16 cm các bác. Đó, dài 16 cm, hàng Tajima rất là chất lượng, made in Japan này. Đó, made in Japan. Đó, cây thước thủy mã số C55. Mã số C55 350.000 các nhá. Đó, C55 350.000. Mã số tiếp theo C56. C56 là một cái thước dây các nhá. Đó, một cái thước dây thước quận này. Hiệu cũng là Tajima luôn, dài 10 m các bác. Đó, nó dài 10 m, cái này hàng cũng chưa xài còn nguyên bọc luôn. Đây. Đó, xài mấy cái hàng của Tajima của Nhật này rất là bền các bác nhá. Rất là chất lượng luôn, đó, Tajima. Và nó có hai mặt số luôn này các bác này. Đó, hai mặt số rất là đẹp nhá. Đó, đây thì nó có một cái cần đây. Đó, có một cái đầu để các bác không sử dụng có thể vặn nó lại này. Đó, quận nó lại cho nó gọn gàng các bác nhá. Đó, dài 10 m các bác. Mã số C56 cái thước dây này là 220 các bác nhá. C56 220.000. Mã số tiếp theo là số C57. C57 là một cái bộ mũi khoan tháp này các bác. Đó, bộ mũi khoan tháp. Bộ này thì nó gồm có là 5 mũi khoan tháp này các bác, 5 mũi khoan. Đây, và nó có các thông số các bác, 1/4 gạch 1 gạch 3/8 này, 3/16 gạch 7/8, 1/4 gạch 3/4, 1/8 gạch 1/2, 3/16 gạch 1/2. Đó. Và ở trên các cái mũi khoan thì nó có dập thông số ở trên từng mũi khoan rồi các bác nhá, rất là đẹp luôn. Và cái đầu mũi khoan để các bác lắp vào máy thì nó có 3 cạnh bằng và 3 cạnh tròn đấy các bác nhá. Đó, đầu này để các bác lắp máy thì 3 cạnh bằng 3 cạnh tròn. Đó, tổng là 5 mũi khoan tháp các bác nhé. Đó, 5 mũi khoan tháp. Đó, 5 mũi khoan. Đó, có thể khoan trên gỗ, trên đó, khoan trên gỗ, trên sắt, trên nhôm các bác nhé. Đó, khoan trên gỗ, trên sắt, trên nhôm. Đó, tổng 5 mũi khoan tháp được đựng trong một cái hộp, nó cũng bằng nhôm đấy các bác, và có lớp xốp. Và đi kèm cái bộ này thì người ta có tặng kèm cho một cái cây lấy dấu tự động này các bác này. Đó, lấy dấu tự động, các bác lấy dấu thì nó sẽ tự, các bác ấn xuống nó sẽ tự động lấy dấu nhá. Đó, một cây lấy dấu tự động. Đó, một bộ mũi khoan tháp đây các bác nhá. Có 5 mũi khoan và một cây lấy dấu tự động. Đó, đựng trong cái hộp bằng nhôm đây, rất là đẹp. Đó, mã số C57 bộ mũi khoan tháp này là 250.000 các bác nhá. C57 250.000. Đó. Mã số tiếp theo C58.
Mã số C58 là một cái bộ tô vít các bác nhá. Bộ vít này hiệu Vetsel. Đây, nó có hiệu đấy các bác nhá, hiệu Vetsel này, mới chưa xài còn nguyên hộp đấy các bác. Bộ này thì nó gồm có tổng là 8 đầu vít các bác nhá. 8 đầu vít và phần cán của nó là bằng nhựa này, cũng có hiệu Vetsel đây nhá. Đó, 8 đầu vít có các màu sắc rất là đẹp. Nó có 3 cây đầu cộng này. Đó, 3 cây đầu cộng, 3 cây đầu trừ, 1 cây mũi nhọn này có thể sử dụng để lấy dấu này. Đó, 1 cây mũi nhọn và 1 cây chữ V các bác nhá. 3 cây cộng, 3 cây trừ, 1 cây mũi nhọn, 1 cây chữ V. Đây, cộng 2, cộng 1, cộng 0 này. Và trừ là trừ 2.5, 4 và 6 này. Đó. Cái này thì nếu mà các bác lắp cái đầu vít vào phần cán này. Đây, để em lắp xem. Đó. Các bác lắp cái đầu vít này vào phần cán thì tổng chiều dài nó sẽ là được 18 các bác nhá. Tổng chiều dài là 18cm. Đó, một bộ vít tổng là 8 đầu vít. Đó, 8 đầu vít hiệu Vetsel các nhá. Hàng còn nguyên hộp đấy các bác. Mã số C58 bộ vít này 220 các nhá. C58 220. Mã số tiếp theo C59. Mã số C59 là một cái bộ bấm móng tay các nhá. Bộ móng tay này mới chưa xài thì nó có 3 bấm các nhá. Nó 3 bấm đây, một cây nhỏ này. Đó, một cây nhỏ, một cây to đây các nhá. Đó, một cây to. Và một cây là lưỡi chéo các bác. Đây, một cây là lưỡi chéo này. Đó, nó được đựng trong một cái hộp bằng nhôm này. Nó được đựng trong hộp bằng nhôm và có lớp xốp ở bên trong. Và trên 3 cây thì đều có logo hai hình người đấy các bác nhá. Logo hai hình người. Đây, còn nguyên hộp giấy tờ tem mác còn nguyên đây các bác. Đó, các bác có thể mua về sử dụng hoặc làm quà đi tặng cũng được nhá. Nó rất là đẹp. Đây, logo hai hình người hiệu Willing này. Đó, hiệu Willing. Đó, một bộ 3 bấm móng tay. Đó. Đây, được còn nguyên trong hộp giấy đấy các bác nhá. Đó, một bộ 3 bấm móng tay C59 này là 220.000 các bác nhá. C59 220. Mã số tiếp theo, mã số C60. Mã số C60 các bác nhá. C60 là một cái cây nhổ đinh. Đó, cây nhổ đinh này thì cũng còn rất là đẹp, còn nguyên tem mác của Nhật đây các bác. Và ở đuôi đây có đóng chữ Japan đây các bác này. Cái này thì nó có hai đầu chữ V nhổ đinh. Đó, đầu chữ V nhổ đinh không sứt mẻ gì hết, rất là đẹp. Đó, hai đầu chữ V nhổ đinh. Và cây này thì dài 36cm các bác nhá. Size 360mm, dài 36cm. Thép rất là cứng gáp nhá. Đó, hai đầu chữ V nhổ đinh. Mã số C60, cây nhổ đinh này 150.000 các bác nhá. C60 150.000. Đến mã số tiếp theo C61. C61 là một cái cây xà beng nhổ đinh các bác nhá. Cây này thì hàng mới chưa xài đâu các bác, còn nguyên tem mác của Nhật đây nhá. Đó, made in Japan. Và cái này dài 45cm, size 450mm này. Còn nguyên lớp sơn luôn. Cái này thì nó có một đầu chữ V nhổ đinh các bác nhá. Đó, có một đầu chữ V nhổ đinh và một đầu dẹp này. Có một đầu chữ V nhổ đinh, một đầu dẹp. Đó, dài 45cm. Mới chưa xài các bác nhá. Mã số C61 180.000. C61 180. Mã số tiếp theo C62. C62 là một cái cặp móc lốp xe các bác nhá, một cặp móc lốp xe. Cặp này thì hiệu của nó là hiệu Tiger, có hình logo hình chim đại bàng đây các bác này. Đó, hình chim đại bàng. Đó, hiệu rất nổi tiếng của Nhật. Và size là 240mm, dài 24cm các bác nhá. Dài 24cm. Thép là thép rèn của Nhật, rất là cứng cáp, drop forged alloy steel này. Và một đầu của nó là đầu cong đây các bác nhá. Một đầu là đầu cong và một đầu là đầu dẹp này. Đó, sử dụng móc lốp xe máy, xe đạp. Đó. Mã số C62, cặp này là 220 các nhá. C62 cặp móc lốp này 220.000. Mã số tiếp theo C63. C63 là một cái cặp móc lốp xe đây các bác. Đó, cặp móc lốp xe. Đây, Tiger Niver hiệu Aura này các bác này, hiệu Aura Japan này các bác. Đó, Japan. Và size là size 360mm, dài 36cm các bác nhá. Dài 36cm. Đó, người ta có sơn một cái lớp sơn màu bạc mà do để bãi nó bị bong chóc một số chỗ rồi này. Đó, thép cũng là thép rèn drop forged alloy steel này. Và đây cũng có một đầu cong đây các bác nhá. Một đầu là đầu cong và một đầu là đầu dẹp đây các bác. Đó. Cặp này thì có thể sử dụng móc lốp xe máy, xe hơi đều được các bác nhá. Đó, móc lốp xe máy, xe hơi. Đó, hiệu Aura, dài 36cm. Đó, cặp móc lốp C63 này là 280.000 các bác nhá. C63 280.000. Và số tiếp theo C64 là một cái cây móc lốp thép không gỉ của Nhật này các bác. Nó mới chưa xài, thép không gỉ. Hiệu 7K này. Size 430 nhá, dài 43cm các bác nhá. Tiger Niver. Và thép cũng là thép rèn non drop forged alloy steel. Đó, cũng có một đầu cong đây. Và một đầu dẹp đây các bác nhá. Đó. Mới chưa qua sử dụng luôn. Cây này thì rất là dày dặn và cứng cáp các bác nhá. Các bác có thể mua cái này về xài hoặc sưu tầm cũng được này. Đó, thép không gỉ còn mới nguyên nhá.
Mã số C64 cây này 180 các nhá, C64 180.000. Mã số tiếp theo C65 là một cái cây đục các nhá, C65 một cái cây đục. Con này hiệu của nó là hiệu SK11 của Nhật này. Đó, cán các thứ còn đẹp, đây thì nó hơi có một vết rách nhẹ thôi. Đó. Đây và con này thép thì cũng là thép rèn rất là cứng cáp các nhá. Phần lưới của cái này thì người ta có rèn lưới là lưới cong. Đó, lưới đục đẹp các con này. Đó, rèn lưới là lưỡi cong. Đây phần đầu đóng thì người ta có xài lưỡi thực bác cũng còn khá là đẹp nhá. Chiều dài của ấy, cây đục này thì nó dài được là khoảng 49,5 cm đó nhá. Dài 49,5 cm. Cái này thì các bác có thể sử dụng để đục này các bác này, đục bê tông hay hoặc là các bác có thể sử dụng như một cây xà beng nhá, để các bác bẩy nậy gì các bác bẩy này. Đó, vừa sử dụng đục mà sử dụng bẩy nậy cũng được. Đó, mã số C65 cây này 230.000 các bác nhá, C65 230. Mã số C66 là một cái cây đục bê tông. Con này cũng hiệu SK11 của Nhật đây các bác nhá. SK11. Cái này thì hàng xài lướt nhưng mà còn đẹp đấy các bác. Đó, đầu đóng còn đẹp và lưỡi đục cũng đẹp này, không có bị mẻ nhá. Đó, chất thép con này rất là sáng và đẹp luôn. Chiều dài của cái cây đục bê tông này thì nó dài được 21 cm, còn phần lưỡi sử dụng con này thì rộng là 9 cm các bác nhá. Đó, hiệu SK11 của Nhật. Mã số C phần lưỡi sử dụng rộng 9 cm các bác. Đó, mã số C66 180.000 các bác. Mã số C67 là một cái cây đục bê tông lắp máy các bác nhá. Đó, một cây đục bê tông lắp máy, con này thì còn rất là mới luôn, gần như là chưa qua sử dụng. Hiệu của nó là Mokuba này các bác này. Đó, Mokuba made in Japan này. Phần lưỡi của con này thì người ta có rèn lưỡi thì nó hơi cong lên một phần xíu này các bác này. Đó, lưỡi hơi cong lên một xíu, lưỡi còn đẹp nhá. Lớp sơn rất là mới luôn. Đó, lưỡi thì lưỡi nó hơi cong nhẹ các bác nhá. Chiều dài của cây đục này thì dài được là 32 cm, còn phần lưỡi sử dụng thì rộng được là 7,5. Đó. Và cái phần lục giác để các bác lắp vào máy này thì nó sẽ là lục giác lắp vào máy này thì nó khoảng tầm 17 ly các bác nhá. Đó, lục giác để các bác lắp vào máy là 17 ly. Mã số C67 là cây này 200.000, C67 200. Mã số tiếp theo C68. Mã số C68 một cái cây classic hiệu MCC của Nhật các bác nhá. Đây, MCC, thép drop forged, thép rèn. Bên này thì có thông số là cáp 3/8 gạch 4 này các bác. Đó, cái này thì còn rất là mới luôn nhá, gần như chưa xài luôn. Phần cán thì lớp sơn mới tinh luôn này. Đó, phần răng của cái này thì nó bị bong một ít sơn thôi, còn chưa bị cấn dập chảy trượt gì hết các bác nhá. Phần xích của nó thì do để bãi nên nó hơi lỉ xem một xíu rồi về các bác có thể vệ sinh rồi các bác tra dầu lại nhá. Chiều dài phần cán của cái cây này thì nó dài được 42 cm, còn chiều dài phần xích của cây này thì được xích dây cây này dài khoảng tầm 50 các bác nhá. Đó, xích dài khoảng 50 cm. Cây classic thì các bạn có thể sử dụng để mở các cái nắp bình nhớt, bình dầu các bác nhá. Đó, hoặc các bác mở ống nước cũng được. Đó, nó có răng, nó có xích thì siết nó rất là chắc. Mở các cái nắp bình nhớt, bình dầu. Mã số C68 cây này là 380.000 các bác nhá. C68 380. Mã số tiếp theo C69. C69 là một cái cây mở đá mài hiệu Top này. Đó, Top Japan này các bác. Đó, cây này cũng còn khá đẹp đấy các bác, tay cầm bọc cao su. Đó, đuôi này thì nó hơi có vết rách nhẹ một xíu ở đuôi thôi. Đó, đây, đầu rất là đẹp luôn nhá. Chiều dài của cái cây mở đá mài này thì nó dài được là 19 cm. Đó. Đây, còn cái phần miệng nó mở tối đa thì được khoảng tầm đây. Khoảng cách giữa hai miệng này thì nó khoảng tầm 4,7 các bác nhá. Nó mở rộng tối đa 4,7 cm. Đó. Đây có con ốc để các bác điều chỉnh này. Đó, điều chỉnh độ mở để các bác mở đá mài ở máy cầm tay các bác nhá, mở đá mài ở máy máy mài, máy cắt cầm tay. Mã số C69 cây này 130.000. Mã số tiếp theo C70. Mã số C70 là một cái bộ cờ lê của Mỹ thôi nhá. Đó. Một bộ cờ lê của Mỹ. Bộ này thì gồm có là 11 cây cờ lê các bác nhá, 11 cây cờ lê. Đó, hàng chưa xài đâu các bác. Đó, rất là đẹp luôn, nước xi mạ sáng đẹp nguyên. Đây thì cái này thì em sẽ đọc thông số từng cây một các bác này. Cây nhỏ nhất của nó là cây số 8 này các bác. Đó, số 8, số 10 này, số 11 này. 11, 12 này các bác. 12, 13. 13, 14 này. Đó, 14. 14, 16. 17, 19. 22 và 24 các bác nhá. Đây, tổng 11 cây của nó là đó, đây thì ở trên các cây của nó thì đều có đóng hiệu hết đây các bác nhá. Đó, đều có đóng hiệu này. Lipon USA này các bác này. Đó, đều đóng hiệu Lipon USA hết đây các bác nhá. Và mặt bên này thì đây.
chất thép là chrome vanadium, thép thì rất là cứng cáp các bác nhé. Đó, một đầu bằng là một đầu mở khóa vòng. Đó. Đây thì cái này em đọc lại các bác nhé. Nó có tổng là 11 cây cờ lê, từ cây là số 8 này, số 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 và 24 các bác nhé. Đó, tổng 11 cây. Đó, Lipon USA. Đó, bộ này các bác mua về xài thì nó rất là bền luôn này các bác này. Đó, chất thép thì các bác có thể thấy rất là cứng cáp luôn nhé. Đó, Lipon USA tổng 11 cây cờ lê. Một bộ cờ lê mã số C70 này 450.000 các bác nhé. C70 bộ cờ lê 450.000 11 cây cờ lê. Và số tiếp theo C71. C71 là một cái cây vít đóng các bác nhé. Một cây tô vít đóng. Cây này tô vít đóng đầu cộng này các bác. Đó. Hàng chưa xài hiệu KTC của Nhật. Đây đầu đóng thì còn đẹp đấy các bác nhé. Nó trong một xíu xi mạ thôi chứ cây này chưa xài đâu các bác. Chiều dài của cây vít đóng này thì dài được là 28 cm. Đó. Cái này thì đầu của nó là đầu PH3 các bác nhé. Đầu PH3. KTC D1 P2 gạch 3 này. Tay cầm thì bọc cao su liền lạc các bác. Đó, một cây vít đóng đầu cộng hiệu KTC, đầu là đầu PH3, C71 150.000. Và số tiếp theo C72 là một cái cây đánh vảy cá bằng đồng các bác nhá. C72 một cây đánh vảy cá bằng đồng, cây này rất là đẹp luôn, cán các thứ còn mới này. Đó, mấy bác đi tàu đi biển có thể sử dụng cây này để đánh vảy cá nhá, không gì các bác nhá, rất là đẹp. Đó, không gì rất là đẹp luôn. Đó. Chiều dài của cái cây đánh vảy cá này thì nó dài được là 20 cm các nhá, dài 20 cm. Chiều dài lưỡi đánh vảy cá của nó là 6,5 và bản lưỡi rộng thì 3,5 các nhá. Mã số C72 150.000. C72 150.000. Mã số C73 là một cái cây cưa gấp này các bác. Đó, một cây cưa gấp. Con này thì hàng chưa xài đâu các bác. Đó. Phần lưỡi thì do để bãi nên là nó hơi ố, hơi rỉ sét một xíu các nhá. Nó còn nguyên cái lớp mạ để kháng rỉ đây nên là em không có vệ sinh các bác nhá. Đó, em để nguyên vậy luôn tại nó còn nguyên cái lớp mạ kháng rỉ mà. Đó, chứ cái này chưa xài răng cưa đều đẹp, rất là bén luôn nhá. Cán gỗ rất là mới còn tem mát đây các bác. Chiều dài lưỡi cưa của nó thì được là 20 cm. Bản lưỡi cưa rộng là 3,5 và chiều dài cán tay cầm của cây này là 26 cm. Đó, con này có thể sử dụng để cưa gỗ, cưa cành các bác nhá. Cưa gỗ cành cũng rất là ngon. Mã số C73, cây này 100.000 các bác nhá. C73 100.000. Đến mã số tiếp theo. Đến mã số tiếp theo, mã số C74. Mã số C74 là một cái cây kéo cắt tôn các bác nhá. Cây kéo cắt tôn lưỡi cong. Đó, con này thì chất liệu của nó là thép rèn của Nhật nên là rất là cứng cáp, xài rất là bền. Đây chữ Nhật ở trên phần cán hai mặt luôn các bác nhá. Lưỡi kéo thì còn zin nguyên, rất là bén, không sứt mẻ gì hết nhá. Đó, tay cầm bọc cao su thì nó có một vết rách nhẹ ở dưới này thôi. Cao lại là đẹp các bác nhá. Chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì nó dài được là 25 cm các bác nhá. Chiều dài 25 cm, còn chiều dài lưỡi kéo thì được khoảng 6,7. Đó, một cây kéo cắt tôn lưỡi cong các bác nhá. Đó, lưỡi cong các bác. Lưỡi cong các bác cắt tôn thì rất là dễ sử dụng, tiện lợi. Mã số C74 cây này 230.000. Mã số tiếp theo C75 cũng một cây kéo cắt tôn lưỡi cong. Đó, con này thì cũng là thép rèn của Nhật này các bác. Đó, có chữ Nhật ở trên phần cán ở đóng ở hai mặt luôn các bác nhá. Phần cán thì nó cũng bị bong tróc một ít sơn mạ rồi. Đó. Đây, lưỡi kéo thì còn zin nguyên các bác nhá. Đó, lưỡi zin nguyên không sứt mẻ gì, rất là bén, có thể cắt giấy được luôn. Đó, rất là sắc bén nhá. Chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì dài là 26 cm, còn chiều dài lưỡi kéo thì được là khoảng 6,5. Đó, lưỡi cong, đó, lưỡi cong các bác cắt tôn nó rất là dễ xài các bác, dễ tiện lợi. Mã số C75 cái này 230 cũng nhá, C75 230. Mã số C76 là một cái cây kéo tỉa. Con này thì còn rất là mới, còn lớp sơn đây các bác này, trên phần cán các bác có thể thấy còn sơn nhá. Và có chữ mộc đóng chìm trên phần cán đây các bác. Đó, lưỡi kéo thì không có bị sứt mẻ gì nhá. Lưỡi còn đẹp các bác nhá. Cây kéo tỉa này thì chiều dài của nó được 20,5 các bác nhá. Dài 20,5. Đó, rất là mới. Mã số C76 các bác nhá, 200.000. C76 là 200. Mã số tiếp theo C77 là một cái cây kéo cắt cành hiệu ARS. Con này hàng mới chưa qua sử dụng các nhá. Đây có hiệu ARS đóng chìm trên con ốc chốt này. Đó, ARS bên này có đóng chìm chữ Made in Japan này. Đây ARS và ở trên cá luôn các bác nhá, có hình đầu con cá sấu này. Đó, Made in Japan. Đó. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Hiệu ARS rất là nổi tiếng của Nhật, xài thì rất là ngon đấy các bác. Chiều dài cái kéo này là được khoảng 19,5 các bác nhá. Đó, dài 19,5. Đó. Đây, hiệu ARS rất là ngon đấy các bác.
Mã số C77 cái này 350.000 các bác nhá. C77 350.000. Mã số tiếp theo C78. C78 là một cái cây kéo cắt cành đúc này các bác. Cây kéo cắt cành đúc, cây này thì phần dáng của nó là dáng đuôi cong này các bác này, rất là đẹp nhá. Và lò xo là lò xo chữ V và chốt là chốt đúc luôn các bác nhá. Đó, chốt là chốt đúc, rất là đẹp. Đây có mộc đóng chìm trên bề mặt lưỡi đây các bác nhá. Đó, mộc đóng chìm trên bề mặt lưỡi, lưỡi kéo thì còn đầy đẹp sắc bén này các bác, không có bị chất mẻ gì. Đó, bề mặt lưỡi rất là đẹp, ốc rời này. Đó, lò xo chữ V. Đó, lớp ram đen của nó còn đây các bác. Đó, dáng đuôi cong rất là đẹp đấy các bác. Chiều dài cây kéo này được 20cm các bác nhá. Dài 20cm. Mã số C78 cây này là 400.000, C78 400. Mã số tiếp theo C79. C79 cũng một cây kéo cắt cành đúc này các bác. Đó, con này thì lưỡi kéo cũng còn đầy đẹp sắc bén này, không sứt mẻ gì hết và cũng có mộc đóng chìm trên lưỡi kéo đây các bác nhá. Đó, mộc đóng chìm trên lưỡi kéo, lò xo cũng là lò xo chữ V và lớp sơn ram đen của trên cán của cây này còn này. Đó, dáng cây này cũng là dáng đuôi cong các bác, rất là đẹp và chốt là chốt đúc luôn nhá. Đó. Chốt là chốt đúc, chiều dài của cây kéo này được là 18 các bác nhá. Cây này dài 18cm. Mã số C79 cây này là 300.000, C79 300. Đến mã số tiếp theo, mã số C80. Đó, cây này thì nó có lò xo mà em quên chưa bỏ vào này. Đó, để em lắp cái lò xo vào cho nó đã. Đây, mã số C80 các bác nhá. C80 cũng là một cây kéo cắt cành đúc. Đó, con này thì đây có mộc đóng chìm ở trên phần cán của nó đây các bác nhá. Con này thì lưỡi kéo của nó rất là đẹp và lưỡi thì còn zin nguyên các bác nhá. Đó, lưỡi zin nguyên không có sứt mẻ gì, đầy đẹp này. Đó, có mộc đóng chìm trên phần cán đây. Đó. Ngoại hình thì láng mịn luôn, không đỗ rỉ gì hết các bác nhá. Đó, rất là đẹp và chốt là chốt đúc luôn này. Đó, con này rất là đẹp đấy các bác. Chiều dài của cây kéo cắt cành này 20cm các bác nhá, dài 20cm. Đó, con này lưỡi zin nguyên, lưỡi bén cắt giấy được luôn các bác nhá. Đó, mấy cây kéo này thì em có cắt test thử hết rồi, cắt giấy được luôn các bác. Mã số C80 cây này là 380.000 các bác nhá, C80 380. Mã số tiếp theo C81, C81 một cây kéo cắt cành đúc. Đó. Con này lưỡi còn zin nguyên này các bác này. Đó, đầy đẹp sắc bén nhá, lưỡi chưa bị mài mòn gì hết. Đó, lưỡi đẹp này. Và cũng có mộc đóng chìm trên bề mặt lưỡi kéo đây các bác nhá. Đó. Lò xo chữ V và chốt cũng là chốt đúc luôn. Đó, đẹp các bác nhá. Đó, đẹp. Chiều dài của cây kéo đúc này thì dài được cũng 20 luôn các bác nhá. Dài 20, C81, cây này 330.000, C81 330. Mã số tiếp theo C82. Mã số C82 mà là một cái cây kéo bướm thép giấy xanh này các bác. Đó, cây kéo bướm thép xanh, đây có mộc thép xanh đây các bác nhá. Bên này thì có mộc khắc thủ công này. Đó, bác có thể thấy này, đó mộc thép xanh. Ngoại hình thì đẹp các bác nhá, lưỡi thì không có găm mẻ gì. Lưỡi còn bén các bác nhá. Đó, lưỡi còn bén. Chiều dài của cây kéo bướm này thì nó dài được 18,5 các bác nhá. Dài 18,5, mã số C82. Đó. Cây kéo bướm thép xanh, mã số C82 250.000 các bác nhá. C82 250.000. Mã số tiếp theo C83 là một cái cây kéo bướm. Đó, cây này thì nó cũng còn nguyên lớp sơn này, chưa bong chóc gì hết các bác nhá. Đó, và nó cũng có mộc đóng chìm ở trên phần cán đây nhá. Đó, mộc đóng chìm trên cán kéo. Lưỡi cũng không có bị sứt mẻ gì hết. Đó. Lưỡi còn đẹp đây các bác nhá. Đó, lưỡi kéo còn đẹp này. Chiều dài của cây kéo bướm này thì nó dài được là 20cm các bác nhá. Dài 20cm, mã số C83 cái này 200.000. C83 là 200. Mã số tiếp theo, mã số C84. C84 là một cái cây kéo hồ lô của Đức các bác nhá. Đó, cây kéo hồ lô của Đức. Con này thì có logo hai hình người này, có chữ Germany đóng chìm đây các bác nhá. Đó, logo hai hình người Germany. Đó, lưỡi kéo con này thì nó là thép không rỉ các bác nhá, nó không có rỉ đâu. Lưỡi thì rất là bén, lưỡi sắc bén không có sứt mẻ gì. Đó, có phần trên phần cán có miệng để khui bia và miệng kẹp càng cua này. Chiều dài của cây kéo hồ lô này thì nó dài là khoảng tầm 20cm các bác nhá. Đó, khoảng 20cm, một cây kéo bếp kéo hồ lô. Đó, của Đức các bác nhá. Mã số C84 cây này 220.000, C84 220. Đến mã số tiếp theo C85 là một cái cây dao găm này các bác. Đây. Đó, con này thì bề mặt lưỡi dao thì đây các bác có thể thấy rất là sáng và đẹp và có các cái đường vân này. Hiệu Gerber Made in USA các bác nhá. Gerber Made in USA, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp, lưỡi bén. Đó, hai mặt thì đều có vân luôn. Cái khâu của nó cũng rất là đẹp và cán thì có đinh chốt đóng chắc chắn rồi. Con này thì kích thước của nó thì tổng chiều dài cả cán thì được là 24cm, còn chiều dài lưỡi thì chiều dài lưỡi dao là 12,7. Bản lưỡi của nó rộng 2,5 và độ dày lưỡi của con này dày được
Con này lưỡi dày 3 ly các bác nhá, dày 3 ly. Đó, đây lưỡi thì có một cái bao da đây các bác. Đó, bao da và có cái chốt gài của nó là hình bông hoa cúc rất là đẹp, bao da liền lạc không chảy xước rách rưới gì. Có quai bên này để sử dụng đeo bên hông luôn. Và số C85 cái này 350.000 các bác nhá, C85 350.000. C86 mà số C86 là một cái cây dao đi săn đi phượt đấy các bác. Con này thì lưỡi mài một mặt các bác nhá, lưỡi mài một mặt và thép là thép không gỉ, hiệu Winboy của Nhật này. Đó, Winboy. Đây. Ở trên đầu đấy thiết kế các cái cạnh hình răng cưa và ở đây có cạnh này có thể sử dụng để khui bia được luôn nhá. Đó, lưỡi mài một mặt và cán là bằng cán nhựa các bác nhá, cán nhựa. Đó, bề mặt lưỡi dao còn sáng đẹp đây các bác. Chiều dài lưỡi của con này thì được là khoảng tầm chiều dài lưỡi nó khoảng tầm 9 cm, bản lưỡi rộng là 3,2. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được khoảng 3 ly các nhá. Đó, 3 ly. Đó, cái này các bác có thể đi săn đi phượt đem theo hoặc là đi câu sử dụng cắt dây câu cũng được nhá. C86 170.000. Và số tiếp theo C87. C87 là một cái cục đá mài gì dao kéo này các bác này. Đó, cục này thì nó có hiệu đấy các bác, Okuma có hình đầu con gấu đây các bác. Japan Technology này, 3.000 8.000 này. Một mặt màu nâu và một mặt màu trắng các bác nhá. Đó. Chiều dài của cục đá này thì nó dài được là khoảng tầm 17,8 cm, chiều rộng của cục đá là 6 cm và chiều cao của cục đá này thì nó cao được là 2,5. Đó. Và cục đá này đi kèm thì nó có một cái miếng đế bằng cao su đây để chống trơn trượt các bác nhá. Đó. Mã số C87 150.000. Mã số tiếp theo C88 là một cái cục đá mài hàng mới chưa xài còn nguyên trong hộp đấy các bác nhá, hiệu Naniwa. Đó. Đây, một cục đá mài mới chưa xài còn nguyên hộp đây các bác này. Đây, giờ phải khui ra đây các bác. Đây, hiệu của nó là hiệu Naniwa đây các bác nhá. Có hình con tôm đây các bác. Đó, có hình con tôm. À, và độ mịn của cục này là 1.000 các bác nhá. Đây, độ mịn 1.000 này. Đó, có một cái cục này thì rất là xịn. Có một cái miếng đế bằng nhựa các bác nhá. Miếng đế bằng nhựa và ở hai bên của nó thì có... Đó, có 4 miếng cao su, đúng cao su để cũng chống trơn trượt luôn này các bác. Chiều dài của cục đá này thì dài được 17,5, chiều rộng là được 5,5 và chiều cao của nó thì khoảng tầm 2 cm các bác. Nó cao khoảng 2 cm. Đây, nó còn nguyên trong hộp và đi kèm thì người ta có tặng kèm cho một cái cục đá nhỏ màu xanh đây các bác này. Đó, cục đá này để không biết để sửa đá mài hay gì đấy. Đó. Đây, còn nguyên hộp đây các bác. Một độ mịn 1.000 credit. Đây, made in Japan này các bác. Đó, made in Japan. Có hướng dẫn sử dụng ở mặt sau đây các bác nhé. Và khi trước khi các bác mua cục đá này về sử dụng thì trước khi sử dụng các bác cho vào nước các bác ngâm khoảng mấy tiếng các bác nhé. Đó, các bác ngâm trước khoảng mấy tiếng để cho nước nó ngấm vào trong cục đá rồi các bác hẳn sử dụng các bác mài dao nhé. Đó, hiệu Checkmark Naniwa có hình con tôm. Đó, mã số C88 cục đá mài này 350.000 các bác nhé. C88 350.000. Đến mã số tiếp theo, mã số C89. Mã số C89 là một cái cây rúa kim cương này các bác. Đó, con này thì chưa xài đâu, còn nguyên bọc đấy các bác. Đó, mới chưa xài luôn. Một cây rúa kim cương. Đây, có chữ Japan đóng ở trên dập ở trên lưỡi đây các bác nhá. Đó, và một mặt của nó là mặt trước là mặt cong và mặt sau là mặt phẳng này. Đó, một mặt trước cong và mặt sau mặt phẳng. Cán gỗ là 3 đinh chốt. Đó, ốp gỗ hai bên 3 đinh chốt chắc chắn. Tổng chiều dài của cái cây rúa kim cương này thì nó dài được 26,5, còn chiều dài lưỡi rúa thì được là 15,3. Bản lưỡi thì phần rộng nhất dưới này nó được là 2,5 các bác nhá và nhỏ dần lên trên mũi. Đó. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây, hàng còn nguyên trong bọc đây các bác. Có thể rua lưỡi dao, lưỡi kéo và rua lưỡi bấm móng tay này. Đó. Đó, một cái rua kim cương. Mã này là C89 các bác nhá. C89 190.000. Mã số tiếp theo C90. Mã số C90 là một cái cây liếc dao này các bác. Đó, cây liếc dao, cây này thì liếc lưỡi tròn các bác nhé. Liếc loại lớn, liếc lưỡi tròn rất là đẹp. Đây có chữ đây các bác, made in Japan này. Đó, made in Japan, cán là bằng nhựa các bác nhé. Đó, đuôi cán có một cái móc để không sử dụng các bác có thể treo lên cho nó gọn gàng. Tổng chiều dài của cái cây liếc này thì tổng chiều dài cây liếc này nó là 42 cm, còn chiều dài lưỡi của nó thì được chiều dài phần lưỡi sử dụng là 28,5 các bác nhá. Còn tổng là 30, còn phần lưỡi sử dụng thì dài 28,5. Đó, cây này liếc lưỡi dao các bác nhá. Liếc dao liếc kéo rất là bền. Mã số C90 cái này 220.000. Mã số tiếp theo C91. C91 là một cái cây dao đi rừng. Con này lưỡi mài hai mặt các bác nhá, hàng rèn thủ công Nhật, đây chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Bề mặt lưỡi đẹp không rỗ rỉ gì hết các bác nhá.
có cái mỏ để chống trơn trượt này, lưỡi bén nhá, càn gỗ cũng còn đẹp. Chiều dài cán của cây này thì được 51 cm, còn chiều dài lưỡi của nó thì được chiều dài lưỡi 13,5, bản lưỡi thì rộng được bản lưỡi rộng là 5,7. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được là 5 ly các nhá, dày 5 ly, mã số C91 là 280.000. Mã số tiếp theo C92 một cái lưỡi dao đi rừng này các bác. Đó, cũng hàng rèn thủ công Nhật đây. Đó, có mộc đây các bác, mộc ở hai mặt luôn, rất là đẹp nhá, hai mặt mộc luôn, lưỡi mài hai mặt. Đó, lưỡi bén này, cũng có mỏ để chống trơn trượt đấy các bác. Con này thì về các bác đóng cán và sử dụng nhá, cái này thì nó không có cán. Chiều dài lưỡi con này được 14,5, bản lưỡi rộng là 7 cm. Và độ dày lưỡi con này thì dày được khoảng 6 ni rưỡi các nhá, dày 6 ni rưỡi. Đó. Mã số C92 các nhá, C92 là 230.000, C92 230. Mã số tiếp theo C93 là một cái cây dao. Đó, cũng một cây dao đi rừng, con này sử dụng chặt phát này. Đó, cái này lưỡi của nó nhìn người ta làm kiểu đường nó, lưỡi nó chéo này các bác. Đó, lưỡi mài hai mặt nhá. Con này thì nó không có mộc, mà nó cũng là hàng của Nhật mà nó không có mộc đâu các bác. Đó, lưỡi bén nhá. Cán gỗ còn đẹp này. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được là khoảng 16,3. Bản lưỡi thì rộng được là khoảng 5,2. Và độ dày lưỡi con này thì dày, con này độ dày lưỡi nó khoảng tầm 8 ly các bác nhá. Đó, lưỡi rất là dày. Dày 8 ly luôn đấy các bác. Đó. Đây, cái lưỡi của nó thì chéo chéo kiểu này các bác nhá. Đó, cán gỗ còn đẹp chắc chắn, mã số C93, cái này là 300.000. Mã số tiếp theo C94 một cái cây dao đi rừng các bác, con này lưỡi mài hai mặt, hàng đèn thủ công. Đây, có mộc đóng chìm rất là sâu trên bề mặt lưỡi, lưỡi bén các bác nhá. Đó. Bề mặt lưỡi khá đẹp đấy các bác, có mỏ để chống trơn trượt này, càn gỗ đẹp này. Chiều dài phần lưỡi của con này thì dài được 14,5, bản lưỡi rộng là 6 cm. Và độ dày lưỡi con này thì dày, con này lưỡi dày 5 ly các nhá, lưỡi dày 5 ly. C94 cái này 300.000. Tiếp theo C95 cũng một cây dao đi rừng, con này lưỡi mài một mặt, hai lớp thép các bác nhá. Đó, mộc ở hai mặt trên lưỡi dao luôn. Bề mặt lưỡi không đỗ rỉ gì hết. Đó, láng mịn, đây chữ khắc thủ công này. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Chiều dài lưỡi dao của con này là 16,5, còn bản lưỡi thì rộng là 5 cm. Độ dày lưỡi của nó thì dày được độ dày lưỡi 5 ni rưỡi các nhá. Mã số C95 cái này 320.000. Đó, đây nó dính ít bụi cho các bác. C95 320. Tiếp theo C96 một cây cây dao chặt. Đó, cây dao chặt loại nhỏ này các bác. Con này lưỡi mài hai mặt các nhá. Đó, lưỡi mài hai mặt. Con này thì nó cũng không có mộc mà cũng hàng Nhật luôn các bác nhá. Lưỡi khá là bén về các bác sử dụng có thể mài thêm, sống dao đẹp này. Chiều dài lưỡi của con này thì dài 15 cm, bản lưỡi rộng là bản lưỡi con này rộng nó khoảng tầm 3,2. Độ dày lưỡi của nó thì dày được 4 ly rưỡi các nhá. Đó, con này có thể sử dụng để chặt mía, chặt dừa cũng được này. Đó, mã số C96 220.000. Mã số C97 một cây dao sới đất các bác nhá. Đó, con này thì bề mặt lưỡi thì nó hơi rỗ nhăm nhăm một xíu thôi này các bác này, nó mấy vết ni ti thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cái chất thép cả các bác nhá, thép thủ rèn thủ công. Đó, dao sới đất càn gỗ còn đẹp chắc đây, đẹp chắc chắn nhá. Đó, sử dụng để sới đất các bác. Cây này phần lưỡi dài là 10, lưỡi của nó dài khoảng 17 các bác nhá, bản lưỡi thì rộng là 4,3. Đó, ở mặt bên này thì lưỡi nó hơi lõm một xíu thôi, nó để sử dụng đào sới đất này các bác. Đó, đây mặt này thì nó hơi nhăm nhăm một xíu, không ảnh hưởng gì cả nhá. Mã số C97 cái này 150.000 các bác nhá. Tiếp theo C98 là một cái cây liềm, cây câu liêm, con này lưỡi mài một mặt. Đó, lưỡi mài một mặt các bác nhá. Con này thì lưỡi mài một mặt đấy các bác. Đó, lưỡi thì em mài sắc bén rồi. Nó có mộc ở mặt sau đây các bác nhá. Đây, mộc của Nhật ở mặt sau. Đó, về các bác làm cán vào thì có thể sử dụng giật móc cành lá cây nhá. Đó, đi đường đi đấy giật móc. Đó, con này thì nó không có cán. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được khoảng tầm 23 các bác nhá, lưỡi dài 23. Và bản lưỡi thì rộng được khoảng 4,8. Và độ dày lưỡi con này dày được 6 ly các bác nhá. Đó, dày 6 ly. Đó, một cái cây liềm, câu liềm lưỡi một mặt. Mã số C98 cái này 270.000 các bác nhá. C98 270.000. Mã số tiếp theo C99, một cái cây liềm câu liêm này. Đó, hoặc là dao phát, dao chặt gì, con này lưỡi mài hai mặt. Đó, lớp ram đen còn đấy các bác, và có mộc ở trên đóng chìm trên lưỡi đây các bác nhá. Đó, lưỡi khá là sắc bén. Phần cán cái này thì nó có một và hai vết tét nhẹ thôi. Cái này thì về các bác đổ keo vào nhá, nó không ảnh hưởng gì hết đâu. Chiều dài lưỡi của con này được 15 cm, bản lưỡi rộng là 3,8 và độ dày lưỡi con này dày
Rồi lưỡi 5 ly rưỡi quá nhá. 5 ly rưỡi. Đó, con này đi rừng đi đấy chặt phát cũng được này. Đó. Mã số C99 cái này 250.000 thôi nhá. Đó, C99 250.000.